sống khôn, chỉ cần nhìn vào cách ăn là biết người đó như thế nào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh Sách Nói Minh Triết. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, từng cử chỉ, hành động, với mọi thói quen chúng ta thể hiện ra bên ngoài để có thể trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý và đánh giá của người khác. Từng bước đi, dáng đứng, cách nói chuyện, hay chính cả cách ăn uống của bạn thường ngày, thói quen ăn uống nhiều người thường không bận tâm vì nghĩ rằng đó không quan trọng. Nhưng điều đó thật là sai lầm, vì chính qua thói quen, cách ăn uống, người ta lại đánh giá được con người bạn một cách chính xác nhất. Bởi bữa ăn luôn là thời gian người ta thư giãn và thả lỏng nhất. Nâng chén vài ngụm, nhấc đũa vài lần, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra bản tính người khác vô tình bộc lộ ra ngoài. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, người xưa đã từng nói, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, hay học ăn, học nói, học gói, học mở để chỉ tầm quan trọng của thói quen ăn uống. Và không chỉ ngày nay mà đã từ rất lâu rồi, cha ông ta thường quan sát mọi người trên bàn ăn, bởi có thể nhìn ra phần nào tính cách của một người chỉ trong một thời gian ngắn. Để minh chứng cho điều này, Sách Nói Minh Triết kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm qua bài chia sẻ ngay sau đây. Câu chuyện thứ nhất, bữa ăn nhìn người. Có một chàng trai cùng cha và người bạn làm ăn tới nhà hàng dùng bữa. Trong bữa ăn, người bạn tự ý gọi các món theo sở thích của mình. Các món được chọn ra, anh ta gảy lên, gảy xuống, chọn những miếng ngon, vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm. Kết thúc bữa ăn, người bạn viện cớ có việc về trước để phần thanh toán cho người ở lại. Sau khi về nhà, người cha nói với con trai rằng, người bạn này, con tuyệt đối đừng có kết thân, càng không nên kết hợp làm ăn. Người con trai không hiểu, ông liền giải thích, nếu như một người trong cảnh khốn cùng gặp một đĩa ăn thơm ngon trước mắt thì không chú ý tới tướng ăn còn có thể lý giải. Đằng này, bạn con là người làm kinh doanh, cuộc sống vật chất về cơ bản không có gì phải bàn, vậy mà có tướng ăn như thế. Đây là thể hiện một người có tư cách vị kỷ, chỉ biết đến lợi ích bản thân. Trên bàn ăn, bạn con chỉ chú trọng đến mình mà không để ý đến cảm thụ của người khác. Ăn uống thì dùng đũa đảo bới thức ăn, không để ý đến những người xung quanh. Nếu như trong làm ăn mà gặp phải người xung đột lợi ích, anh ta ắt sẽ không từ thủ đoạn. Câu chuyện thứ hai, Tăng Quốc Phiên nhìn người qua cách ăn. Tăng Quốc Phiên, một trong những vị đại thần có công trung hưng nhà Thanh, có rất nhiều tài năng, đặc biệt là khả năng nhìn nhận con người. Chỉ cần qua một bữa ăn, ông ấy sẽ hiểu bạn là ai. Khi Tăng Quốc Phiên dẹp loạn ở An Khánh, một người họ hàng xa đã đến gặp ông để tìm kiếm một nơi nương tựa. Người này xuất thân bần hàn, quần áo mộc mạc, lời nói thành khẩn. Ông ta không ngừng thể hiện rằng mình nguyện ý đi theo Tăng Quốc Phiên, không cầu phú quý, chỉ cầu ấm no. Vài ngày sau, Tăng Quốc Phiên chuẩn bị một bàn tiệc tiếp đãi ông ta trong doanh trại. Trong bữa tiệc, hai người trao đổi với nhau đủ thứ chuyện trên đời, từ việc bình dân trị nước đến sách lược công thành, hạ trại. Dù ở lĩnh vực nào, ông này cũng đều thể hiện một cách xuất sắc. Tăng Quốc Phiên rất vui lòng. Không ngờ sau khi bữa tiệc kết thúc, Tăng Quốc Phiên liền tặng cho người nọ hàng một món tiền rồi bảo đi về. Ông không nhận, không ai hiểu được nguyên do tại sao. Mãi sau này, ông mới tiết lộ nguyên nhân trong một bức thư gửi cho em trai mình. Hắn là kẻ nghèo rớt mồng tơi, lại còn đang làm khách. Trong bữa ăn, lại còn kén chọn. Ta sợ hắn đứng núi này trông núi nọ, cho nên không tiếp nhận. Nguyên nhân là do người họ hàng kia, mặc dù tự xưng là nhà nghèo, nhưng trong lúc dùng cơm lại vô tình bộc lộ một chi tiết. Vì đang trong thời chiến, quân lương chất lượng không tốt, kể từ đó, miệng vừa nói sẽ không ngại gì gian nan, tay vừa kén chọn, nhặt những chỗ không ngon trong đồ ăn bỏ ra. Bởi vậy, Tăng Quốc Phiên kết luận rằng người này không có lòng trong sáng, không đáng tin. Cuộc sống này vốn phức tạp, bữa ăn vốn chỉ là phép thử nhỏ trước mặt người đối diện. Toàn bộ những lời nói và hành động sẽ quyết định bạn thành công hay thất bại. Dù có là tâm cơ sâu kín đến chừng nào, cũng khó lòng che giấu được hoàn toàn, nhất là khi ta thực hiện những sinh hoạt thường ngày. Qua câu chuyện trên, chúng ta cũng hiểu ra phần nào về việc thói quen ăn uống phản ánh tính cách con người như thế nào. Nếu chúng ta để ý thì có thể tránh được những kẻ tiểu nhân. Ngoài ra, nhìn cách ăn uống còn cho chúng ta biết một số điều quan trọng về đối phương. Vậy theo bạn, thói quen ăn uống phản ánh gì về bản thân của mỗi chúng ta? Thói quen lúc ăn uống là tấm danh thiếp để người khác hình dung về bạn. Từ nhỏ, chúng ta đều biết rằng bố mẹ, người lớn luôn cố gắng giáo dục cho trẻ thói quen, phong cách ăn uống chuẩn mực, lịch sự trong gia đình. Như ăn cơm phải đợi người lớn ngồi đầy đủ, sắp xếp 8 đũa sẵn, mời người lớn trước khi ăn. Nhà có khách thì không được đứng dậy trước khi khách ăn xong. Tất cả những hành vi thể hiện trên bàn ăn sẽ là căn cứ để người khác đánh giá chúng ta. Khi dùng bữa với bạn bè, khách hoặc đặc biệt là đối tác làm ăn, bạn càng thể hiện được sự giáo dục, tính quy củ của bản thân trong từng hành động nhỏ. Điều này chính là bạn đang xây dựng một hình ảnh tuyệt đối trong mắt họ. Sự tôn trọng và tin tưởng đối với đối phương dành cho bạn sẽ cao hơn. Cần biết cách ứng xử trên bàn ăn. Tiểu Hoa rất ấn tượng với chú Lượng, một đồng nghiệp lớn tuổi ở công ty, nhất là sau một lần ra ngoài làm việc và cùng ăn trưa với chú. Chú Lượng là một người điềm tĩnh, nhẹ nhàng và ân cần với người khác. Khi gọi món, chú luôn hỏi ý kiến Tiểu Hoa. Khi gọi phục vụ, chú ấy thường rất nhỏ nhẹ và cảm ơn sau mỗi lần họ mang món tới. Đặc biệt, chú không bao giờ khuyên hãy nhắc về công việc khi cùng đồng nghiệp ăn cơm. Điều này đã khiến Tiểu Hoa nhận ra được vì sao ở công ty, mọi người đều kính trọng và yêu mến chú. Phong cách ăn quan trọng 10 phần, về cách ứng xử trên bàn ăn cũng là điều quan trọng đến 9 phần. Nhiều người ăn uống thì biết cách giữ ý, nhưng đôi khi cách ứng xử của bản thân khiến họ trở nên lố bịch trong mắt mọi người. Điều tối thiểu lịch sự trên bàn ăn chính là chúng ta cần nắm bắt tâm lý chung, tôn trọng mọi người. Tuyệt đối không nên vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm, vừa ăn vừa tranh luận, bới móc chuyện của người khác. Những người có thói quen ăn uống tốt, luôn lịch sự, hòa nhã với mọi người, sẽ ngày càng được tôn trọng, quý mến. Con đường sự nghiệp sẽ ngày càng rộng mở. Đánh giá tính cách qua việc đối xử với thực phẩm. Thực phẩm chính là nguồn lương thực giúp duy trì cuộc sống của con người. Sẽ chẳng sai khi nói thực phẩm cũng giống như đại diện cuộc sống. Cách bạn đối xử với thực phẩm cũng chính là cách bạn đối xử với cuộc sống. Bạn là người biết trân trọng thực phẩm trong cuộc sống, thể hiện bằng việc ăn uống đủ mức, không bỏ dư thừa. Điều này thể hiện bạn là người biết tiết kiệm, luôn biết ơn, trân trọng công sức của người khác và trân trọng chính cuộc sống của mình. Ngược lại, những người luôn ăn uống theo sở thích, nhanh thèm, dễ chán, kén chọn, thể hiện họ là người ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc, công sức của người khác. Thưa quý vị, trong cuộc sống, một ngày 3 bữa cơm dường như là điều hết sức bình thường đối với đại đa số con người hiện đại. Vậy mà cổ nhân lại nói rằng trên bàn ăn có thể thấy rõ nhân phẩm. Người xưa tin rằng từ những bữa ăn giản dị hàng ngày có thể thấy được phẩm cách của một người. Phúc báo cả một đời của một người có tích được phúc phận hay không, nhìn vào tâm thái đối với đồ ăn của họ liền có thể nhận biết được ngay. 8 sạch chứa đựng phúc lành, cổ nhân dạy người có khí chất lớn hay không, nhìn 6 đặc điểm này là biết ngay gia đình sẽ nhất định không cô đơn, vô vị. Thời xưa, cuộc sống của con người không thể tách khỏi những bữa ăn. Xét từ một góc độ khác, việc chế biến, nấu nướng, ăn uống cũng là kết nối với trời đất, là thuận theo đạo lý an bài của tự nhiên. Chính vì lý do này mà 8 cơm mà chúng ta ăn đều ẩn chứa phúc báo của cả một đời. Nhất định phải biết trân trọng và quý tiếc. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có một điều không thể phủ nhận, đó là trong giao tiếp xã hội, việc nhìn người là vô cùng quan trọng. Bất kể là kết giao bạn bè, tìm người tri kỷ, hay chỉ đơn giản là xã giao hoặc tìm đối tác làm ăn, thì việc nhìn nhận và đánh giá một con người là vô cùng quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời và sự thành bại của sự nghiệp, công việc của bạn. Cổ nhân đã từng nói, họa hổ họa bỉ nan, họa cốt, chi nhân, chi diện bất chi tâm. Có nghĩa là để nhìn thấu một người rất là khó, chỉ có thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà thôi. Tuy nhiên, có thể vẻ bề ngoài rất là tử tế, hiền lành, nhưng khi đặt đối phương vào những tình huống không thể ngờ tới, thì chúng ta sẽ nhìn rõ ra bản chất của người đó. Ví dụ như cách ăn uống đã nói ở trên. Và để hiểu rõ hơn về điều này, sách Nói Minh Triết xin được gửi tới quý vị một số cách nhìn người chuẩn xác khác của người xưa. Hy vọng nó sẽ mang lại những thông tin bổ ích, giúp cho quá trình kết giao của quý vị trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Cách thứ nhất, nhìn người qua thời gian. Người xưa khuyên rằng, muốn biết một người thật sự tốt với mình hay không, hãy dùng thời gian để quan sát, chứ đừng ngay từ đầu, lần đầu gặp mặt đã vội vàng đưa ra kết luận tốt xấu về người đó. Con người vốn vì lợi ích sinh tồn, đa số đều mang trên mình một chiếc mặt nạ. Khi gặp bạn, họ thường đeo một chiếc mặt nạ giả. Đây là một hành vi có ý thức. Những chiếc mặt nạ chỉ thể hiện ra các góc độ mà bạn thích. Nếu bạn chỉ căn cứ vào những điểm này mà phán đoán sự tốt xấu của một người, từ đó quyết định mức độ giao tiếp với người đó, thì bạn có thể đã mắc phải sai lầm. Cho dù ngay từ lần gặp đầu tiên, đối phương đã để lại ấn tượng tốt với bạn, khiến bạn ngay lập tức rất quý mến và muốn thân thiết, thì cũng cần phải dành ra một khoảng trống. không nên để cho yếu tố tình cảm chủ quan tốt xấu được chen vào. Sau đó, mình sẽ bình tĩnh quan sát hành vi của đối phương. Dùng thời gian, thường rất dễ để nhận ra những loại người dưới đây. Thứ nhất là người không thành khẩn, vì anh ta không thành thực, do vậy, lúc đầu rất nhiệt tình, càng về sau càng lộ rõ sự thờ ơ, lúc đầu thân thiện, sau lại xa lạ. Thứ hai là người nói dối, một lời nói dối sẽ cần trăm lời nói dối khác để che lấp. Dân gian sẽ lộ ra kẽ hở, thời gian chính là công cụ sắc bén để kiểm nghiệm những lời nói dối đó. Thứ ba là người lời nói không đi đôi với hành động, loại người này nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dùng thời gian để nhìn nhận, có thể phát hiện ra sự không đồng nhất trong lời nói và hành động. Cách thứ hai, nhìn người bằng cách nghe ngóng. Dùng thời gian để nhìn người cũng có điểm tốt, nhưng cũng có lúc không đáp ứng được yêu cầu cấp bách. Chỉ qua một vài ngày, phải quyết định có nên hợp tác với một người nào đó hay không. Gặp phải tình huống này, có người hoàn toàn dựa vào trực giác của mình, cho rằng tốt là tốt, không tốt là không tốt. Liên quan đến trực giác, có người khá chính xác, nhưng tính nết của con người là vô cùng đa dạng. Cái đúng với người này chưa chắc đúng với người khác. Cái đúng trong quá khứ chưa chắc đúng trong tương lai. Như vậy, nhìn người bằng thời gian không phải lúc nào cũng phù hợp. Khi đó, ta nên nghe ngóng về người đó từ mọi phía. Con người luôn phải giao tiếp với người khác. Đồng thời, bản tính dễ bị lộ ra bởi người thứ ba không liên quan. Nếu bạn nghe từ bạn thân của anh ta, thì đương nhiên bạn chỉ nghe những lời nói tốt. Nếu nghe từ những đối thủ của anh ta, bạn sẽ nghe được những lời nói xấu. Tốt hơn, bạn nên hỏi những người không có quyền lợi hay lợi ích gì khi quan hệ với anh ta. Không nhất định phải là đồng nghiệp, mà có thể là bạn cùng lớp, cùng xóm. Ai ta cũng có thể hỏi. Khi mà không có sự hiện diện của đối thủ trên vũ đài, thì chiếc mặt nạ kia sẽ được gỡ xuống. Lúc đó, mọi người đều có cơ hội nhìn thấy bộ mặt của anh ta. Đáp án của mọi người sẽ có sự chênh lệch, vì mỗi người đều có cách nhìn nhận tốt xấu không giống nhau. Bạn có thể tập hợp những điều nghe thấy, lại tìm ra những điểm tương đồng nhất. Qua đó, bạn sẽ có thể hiểu một cách khái quát về tính cách thật của anh ta. Điểm tương đồng giữa các nhận xét cũng có thể là điểm chủ yếu trong tính cách của anh ta. Lẽ đương nhiên, nghe ngóng cần có kỹ xảo. Hỏi quá trắng trợn sẽ làm đối phương hoài nghi, không dám nói thật với mình. Tốt nhất là dùng phương pháp nói chuyện, rồi dần gợi chuyện để hỏi. Kỹ năng này, ta cũng cần phải luyện tập. Chúng ta thường nói rau nào sâu nấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Điều này có nghĩa là người như thế nào sẽ chơi với người thế nấy. Cách nhìn nhận và quan điểm sống của những người bạn chơi cùng nhau phải có những điểm tương đồng, thì họ mới có thể chơi với nhau. Do vậy, người có tính tình cương trực, thẳng thắn khó có thể hợp với người mưu lược. Người thích rượu chè, cờ bạc không thể trở thành bạn thân của người mực thước. Ngoài ra, ta còn có thể nghe ngóng tình hình trong gia đình anh ta. Hãy xem anh ta cư xử với cha mẹ như thế nào, đối với anh chị em, vợ chồng, con cái ra sao, đối với hàng xóm như thế nào. Cách thứ ba, nhìn người qua sở thích và ham muốn. Ngụ ngôn Hy Lạp kể rằng, có một vị quân vương nuôi vài con khỉ trong nhà. Anh ta luyện cho chúng cách nhảy múa và mặc cho chúng những bộ quần áo tuyệt đẹp, đeo cho chúng những chiếc mặt nạ hình mặt người. Khi lũ khỉ nhảy múa, trông rất giống như người thật. Một ngày kia, vị quân vương bắt bọn khỉ nhảy múa cho các triều thần thưởng thức. Diễn xuất điêu luyện của lũ khỉ đã nhận được nhiều tràng vỗ tay khen ngợi. Nhưng trong số các triều thần, có một vị đã cố ý làm rơi một trái chuối trên sàn nhà. Những con khỉ ấy thấy vậy, đã tháo lớp mặt nạ, lao vào để tranh nhau trái chuối. Kết quả là cuộc trình diễn tinh vi của lũ khỉ đã trở thành trò chế giễu cho mọi người. Câu chuyện ngụ ngôn này nói rõ bản tính của khỉ không thể thay đổi. Dù đã được học nhảy múa và đeo mặt nạ, khỉ vẫn là khỉ. Nhìn thấy trái chuối, sẽ lộ nguyên hình. Cũng vẫn đúng, nếu ta đem so sánh giữa con người với các chú khỉ ở trên. Con người ta hàng ngày không phải đang đeo những chiếc mặt nạ để đóng các vai và để biểu diễn trên sân khấu của cuộc đời hay sao? Do vậy, kẻ tiểu nhân đang đeo mặt nạ, nhiều khi sẽ làm cho bạn lầm tưởng đó là quân tử. Kẻ ác đeo mặt nạ, nhiều khi làm cho bạn nhầm tưởng đó là người lương thiện. Kẻ háo sắc đeo mặt nạ, làm bạn tưởng nhầm là người đoan chính, tử tế. Những chiếc mặt nạ mà con người đang đeo làm chúng ta không thể đề phòng và lường trước được nhiều tình huống. Chúng ta đối nhân xử thế, tất nhiên không muốn làm hại đến ai. Nhưng việc phòng ngừa người khác rõ ràng là điều cần thiết để tự bảo vệ mình. Do vậy, khả năng nhận biết được những chiếc mặt nạ cũng là một kỹ năng sống quan trọng mà chúng ta cần rèn luyện. Biểu hiện của con người có thể không trực tiếp giống như khỉ, Nhưng cho dù anh có cải trang thế nào, gặp phải thứ trong lòng yêu thích, anh ta sẽ vô thức và hiện rõ bộ mặt thật của chính mình. Do vậy, kẻ háo sắc bình thường rất tử tế, nhưng nhìn thấy người đẹp, hai mắt sẽ dán chặt vào người đẹp. Ngôn từ bảy thái, kẻ thích đánh bạc, bình thường không đam mê, nhưng nhìn thấy chữ bạc, không thể kìm nén được bản thân. Áp dụng trên thực tế, bạn có thể chủ động tạo tình huống để người đó bộc lộ những sở thích, ham muốn của mình, khiến anh ta quên mất mình đang đóng vai gì. Từ đó, lộ rõ bộ mặt thật. Nếu bạn không có năng lực sắp xếp tình huống, vậy thì bạn nên tận dụng mọi cơ hội để quan sát anh ta trong những tình huống mà anh ta không ngờ nhất. Như khi tiếp xúc với một người phục vụ, một người ăn xin, một đứa trẻ con, một người xa lạ. Quan sát này có ý nghĩa sâu sắc hơn so với sự sắp đặt, vì đối tượng bị quan sát không phòng bị, bộ mặt thật lộ ra tương đối xác thực. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những thứ nếu không thể trụ vững được thì chỉ có thể bị vứt bỏ. Có những điều mong mỏi không đạt được, chỉ có thể buông tay. Bảo lưu không được, chỉ có thể kết thúc. Cuộc sống chính là như vậy. Lựa chọn không dễ, buông bỏ cũng rất gian nan. Nỗi khổ của đời người chính là khổ khi phải lựa chọn. Khó khăn của cuộc đời chính là khó ở chỗ buông tay. Sống trên đời nói cho cùng chính là quá trình liên tục giữa lựa chọn và buông bỏ. Xét cho cùng, đời người được chia làm 3 giai đoạn thể hiện rõ trong cách nhìn đời. Tuổi trẻ thì nhìn xa, trung niên nhìn thấu, lão niên thì xem nhẹ. Phạm Lãi tự tử bá, còn có tên Si Di Tử Bì hoặc Đào Chu Công. Thời trẻ ở nước Sở xưa ra làm quan, mọi người gọi là Phạm Bá. Sau này kinh doanh giàu có, được mọi người biết đến thương gia. Các đời sau đều thờ phụng tượng Phạm Lãi, gọi là thần tài. Ông xuất thân bần hàn, nhưng thông minh trí tuệ, sáng suốt, có tài thao lược. Thời trẻ, ông học vấn uyên bác, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tài kinh luân, văn thao, võ lược, không gì không tinh thông. Trên quan trường, Phạm Lãi xoay chuyển càn khôn, cứu quốc gia thoát khỏi bị nhấn chìm bởi con sóng dữ. Ở tình trường, ông chiếm được trái tim của tuyệt thế giai nhân đương thời, cùng bách niên giải lão. Trên thương trường, 3 lần thành người giàu số 1, được người đời sau tôn xưng là thương thánh, tài thần. Sử sách đánh giá Phạm Lãi là một người hoàn thiện, có 102 trong lịch sử. Cuộc đời ông có thể dùng 3 câu khái quát: tuổi trẻ nhìn xa, trung niên nhìn thấu và tuổi già xem nhẹ. Việc xong rũ áo ra đi, chôn sâu công danh lợi lộc. Đây là 2 câu thơ của Lý Bạch khi tạ Phạm Lãi. Phạm Lãi sinh ra ở tầng lớp dưới đáy xã hội, ở đất Uyển nước Sở. Đất Uyển tuy xa xôi, nghèo lánh, nghèo khổ, nhưng lại xuất hiện một nhân tài dọc ngang trời đất. Chim khôn tìm cây đậu, Phạm Lãi ngay từ thuở thiếu thời đã nổi danh khắp xa gần bởi học rộng, đa tài. Năm 20 tuổi, ông được viên lệnh quan cai quản đất quyền là Văn Trùng đến yết kiến. Nhưng quýt mọc hoài bắc chỉ là quất, tài hoa kinh động thế gian, sinh nhầm nơi thì cũng uổng phí. Đương thời, chính sự thế cuộc nước Sở đen tối, xuất hiện một vị quân vương Đào Hoa, Sở Bình Vương. Đầu tiên lấy tần nữ, vốn sẽ trở thành con dâu, sau lại loạn sát các đại thần tài năng, ép nam tử tư phải bỏ trốn. Hơn nữa, theo chế độ đương thời, người xuất thân không phải dòng dõi quý tộc như Phạm Lãi này thì đời này đừng nghĩ làm quan. Ngẫm nghĩ chế độ khôi hài này, lại nghĩ đến đức hạnh xấu xa kia của Sở Bình Vương, Phạm Lãi bỗng nhận thấy mảnh đất này ông không thể tiếp tục ở lại được. Xin hỏi đường nơi nào? Đường ở phương Đông, đến phương Đông. Phạm Lãi đến nước Việt, gặp Câu Tiễn. Hai người trẻ tuổi đều ôm chí lớn, lập tức hợp nhau, quý tiếc nhau. Khi còn trẻ, thấy bầu trời thấp thấp, đến nỗi không dương nổi cánh, thế rồi đưa tầm mắt nhìn ra xa, đi tìm vùng trời đất để vươn cánh bay cao. Phạm Lãi thao thao bất tuyệt, thuyết giảng về đạo trị quốc, trị dân. Câu Tiễn nghe, hai mắt sáng rực, vỗ đùi, đúng ông, chính là người có thể giúp ta xoay chuyển càn khôn. Đối với bản thân, đối với sự thật, Phạm Lãi nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn. Ông biết mình còn rất nhiều mặt chưa đủ, chỉ dựa vào mình ông thì khó có thể trợ giúp Việt Vương thành tựu bá nghiệp. Lúc này, ông nghĩ đến Văn Trùng ở quê nhà xa xôi. Lão huynh à, huynh ở mảnh đất xa xôi hẻo lánh, nghèo khổ đó, cùng lắm chỉ làm đến dự lệnh doãn. Hãy đến đây, huynh có thể làm đến thừa tướng. Văn Trùng thấy có lý, ở đây chẳng thể ngóc đầu lên thêm được. Thế là chẳng đợi viết thư từ chức, Văn Trùng liền lên đường đến nước Việt, gặp được chủ tuổi trẻ nhìn xa vào thời đại. Phạm Lãi có một loại trí tuệ gọi là chim khôn chọn cây đậu, hiền thần chọn chủ thờ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là bạn nhất định phải hiểu rõ, Tìm một sân chơi tốt, theo một ông chủ tốt, còn quan trọng hơn tài hoa và sự cần cù cố gắng của bạn. Nhưng bạn càng cần phải hiểu rõ hơn nữa là bạn nhận định một sân chơi không phải sân chơi này thích ứng với bạn, mà là bạn phải thích ứng với sân chơi này. Ở sân chơi nước Việt này, Phạm Lãi gặp được ông chủ Câu Tiễn, biết đánh giá được tài năng của ông. Nhưng ban đầu, Câu Tiễn cũng không phải hễ ông nói là nghe, hiến kế là theo. Bối cảnh chính trị lúc đó là cha của Ngô Vương Phủ Sai là Hạp Lưu bị cha của Việt Vương Câu Tiễn là Dẫn Thường giết chết. Nước Ngô đêm ngày luyện binh, Ngô Vương gối đầu lên giáo, ngộ những mong tái hiện huy hoàng, báo thù cho phụ vương. Phạm Lãi biết rõ nước Việt căn bản chưa có chuẩn bị tốt, lúc này mà quyết chiến với nước Ngô, ôm hận, chuẩn bị chiến tranh bao năm nay, nước Việt tất sẽ thất bại. Phạm Lãi khổ sở khuyên can, Thượng Thiên yêu cầu chúng ta đầy, nhưng không được quá. Khí thế mạnh mẽ, nhưng không được kiêu ngạo, vất vả, nhưng không được tự khoe. Công lao, nhưng những người trí tuệ này đâu có ngăn được cái đầu nóng của Câu Tiễn. Thế là trận chiến Phù Tiêu, quân Việt đại bại. Câu Tiễn dẫn 5.000 binh mã bị vây ở núi Cối Kê. Lúc này, Phạm Lãi chỉ cho Câu Tiễn hai con đường, hoặc là dẫn 5.000 binh mã dựa góc núi, ngoan cường kháng cự cho đến khi tan tành mây khói, hoặc là bỏ thể diện xuống, nén chịu uất ức, cầu hòa. Nào sợ kho mình làm nô lệ, Câu Tiễn chọn con đường thứ hai. Chỉ cần còn sống, tất cả vẫn còn cơ hội. Khi Câu Tiễn và vợ đến nước Ngô làm nô lệ, vốn muốn theo Văn Trùng, nhưng lúc này Phạm Lãi lại tranh đi theo. Không phải làm ra vẻ, không phải du nịnh, mà là nhu cầu thực tế. Ông nói, việc trong bờ cõi, việc của bách tính, Lãi không bằng Trùng. Việc ngoài bờ cõi, chế ngự nước địch, việc lập mưu, đoán định, Trùng lại không bằng Lãi. Con đường tủi nhục nặng nề và dài đằng đặc phía trước thì ông không thể dự liệu được. Nhưng lòng kiên nhẫn đối diện với tủi nhục này thì ông đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Phạm Lãi tuổi trẻ nhìn xa, dự tính được đằng sau lý tưởng ắt là đầm lầy. Khi thân ngập trong đầm lầy, lại có thể mưu địch lý tưởng. Trung niên nhìn thấu, trong nghịch cảnh có người ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện thách thức. Có người thì cúi đầu trong bụi trần. Nhưng khi năng lực không đủ, ngẩng đầu thì chỉ đập đầu mẻ chán, đổ máu. Mà cúi đầu thì trái lại sẽ bảo vệ được mình. Phạm Lãi theo Câu Tiễn, lần cúi đầu này đến tận tuổi bất hoặc của đời người, tức 40 tuổi. Bất kể là trước hay sau khi về nước, Phạm Lãi đều dắt tay chỉ việc, dạy Câu Tiễn cách đóng giả. Thế nào cũng như vậy, bất kể là trước hay sau khi về nước, Phạm Lãi đều đang chuẩn bị cho nước Việt phản kích. Thực hiện theo mưu kế của Phạm Lãi, nước Việt dùng đồ quý báu và mỹ nhân Tây Thi dâng lên nước Ngô, dần dần khiến Phù Sai hù bại. Đồng thời, tích cực phát triển nông nghiệp, trồng dâu, chỉnh đốn quân bị. Mọi sự đều đổ, chỉ thiếu gió đông. Trung niên nhìn thấu, điều nhìn thấu là thời cơ. Mùa đông đã qua, thời cơ đã đến. Năm 482 trước Công nguyên, sau khi nước Ngô tiến quân phía Bắc, tranh bá với nước Tề, nước Tấn bị thua, liền xẻng triều đình. Nước Việt đang trộm đầu ghé tai, bàn bạc đại sự. Lúc này, sau 22 năm kiên nhẫn chịu đựng, chỉ vì chờ đợi một ngày này, 3.000 giáp sĩ Việt, hễ như bầy hổ xuống núi, tràn tới kinh thành nước Ngô, tan tành trong khoảnh khắc. Ngô Vương Phù Sai xoay giống Việt Vương Câu Tiễn năm xưa, cầu xin hòa đàm, nguyện theo Câu Tiễn năm xưa vào đất Việt làm nô lệ, chỉ cầu giữ được tông miếu vẹn toàn. Lúc này, Câu Tiễn cũng như Phù Sai năm xưa, động lòng trắc ẩn. Phạm Lãi thấy vậy, bước tới ghé tai đại vương, lẽ nào muốn Câu Tiễn thứ hai lại xuất hiện trên đời. Câu Tiễn ngẫm nghĩ một chặt, bỗng sợ hãi, liền thu lại lòng thương xót đối với Ngô Vương. Trung niên nhìn thấu, đều nhìn thấu là thời thế. Giữa thắng và bại, chỉ một trận là xong. Ra tay quyết đoán, thái độ kiên quyết, không cho mình cơ hội hối hận. Trí tuệ hiếm có, công thành thân thái. Năm 473 trước Công nguyên, bên bờ Thái Hồ, đèn đuốc sáng rực, rượu thịt ngọt thơm tràn đầy, tiếng tơ tiếng trúc, đàn sáo không ngớt bên tai. Việt Vương Câu Tiễn mở tiệc mừng công linh đình. Ở đây, khi nói đến công đầu thuộc về Phạm Lãi, thì phát hiện ra vị đệ nhất công thần này lại vắng mặt. Mọi người đi tìm khắp nơi, vẫn tuyệt vô tông ảnh. Giữa lòng hồ Thái Hồ, một con thuyền nan trong màn đêm nhẹ nhàng mái chèo. Trên thuyền chở hai người, một người là Phạm Lãi, người còn lại kia là Tây Thi. Trong khói lửa sau lưng, Phạm Lãi là sự nghiệp, công lao, cái thế mà ông đã dùng nửa đời gây dựng. Mà bên ông lúc này lại là người phụ nữ yêu thương nhất cả cuộc đời. Trong tiếng đàn hát thấp thoáng vọng đến hai người, nhẹ nhàng rời xa, biến mất vào màn đêm và sóng nước mênh mang. trên đời này cũng không có một người như Phạm Lãi nữa. Khi Phạm Lãi ra đi, có để lại một phong thư cho người bạn Văn Trùng, Phi Điều Tận, Lương Công Tàng, Giảo Thố Tử, Tàu Cầu Phanh, Tạm Dịch, Chim Đá Hết Cung Tên, Vứt Bỏ, Thỏ Chết Rồi, Chó Bị Phanh Thây. Việt Vương là người cổ dài miệng nhọn, có thể chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng lạc. Sao ông không ra đi? Đọc thư, Văn Trùng bàng hoàng cả ngày. Ông lấy cớ bệnh không vào triều, nhưng sau đó vẫn không nghe theo lời của Phạm Lãi mà rời xa Việt Vương Câu Tiễn. Cuối cùng, vì nghe lời gièm pha, Việt Vương ban cho Văn Trùng thanh bảo kiếm, ép ông phải chết. Văn Trùng dùng thanh bảo kiếm đó tự sát, chịu chung kết cục với năm Tự Tư năm xưa, tuổi già xem nhẹ. Rất nhiều năm sau, ở đảo Khâu nước Tống, xuất hiện một ông lão 6 tuần, tên gọi là C.G. Tử Bì. Mọi người chỉ biết ông từ Thái Hồ đến và ông có một người vợ xinh đẹp. Si Di Tử Bì là một giang hồ lãng tử. Ông có một bộ kinh luân, nghĩ cuộc đời đã đi vào đoạn cuối, phải tìm một việc có ý nghĩa để tiêu khiển những ngày dài vô vị. Thế là đặt ra mục tiêu nhỏ, kiếm mấy 10 vạn lạng bạc chơi. Dựa vào vị trí địa lý thuận lợi, giao thông phát triển tứ phương của nước Tống, lão ông Viria Tử Bì đã triển khai một loạt các thủ pháp thương mại và hoạt động kinh doanh, khiến mọi người đều phải tấm tắc, ca tụng lạ kỳ. Mục tiêu nhỏ này của ông đã nhanh chóng thành hiện thực, việc làm ăn vô cùng phát đạt. Thời gian đó, Si Di Tử Bì cũng tự xưng là Đào Chu Công. Số tiền kiếm được, tiêu 10 đời cũng không hết, nhưng cuộc sống lại trở nên vô vị. Thế là ông lại đem toàn bộ số tiền đó đem quyên tặng hết cho bách tính, rồi lại bắt đầu xơi lại lần nữa. Cứ như thế lặp lại 3 lần, thành đại phú 3 lần, tặng hết gia tài. Tuổi già xem nhẹ, tình cảm, hào khí vạn trượng xưa đã qua đi rồi. Công danh lợi lộc cũng như mây khói trước mắt. Trên đời này, những thứ có thể dùng vật chất đo lường được đều là vật ngoại thân. Có những thứ vô hình mới là thứ thực sự đáng quý, coi trọng. Đó là sự thiện lương, đó là tình cảm. Bên bờ Tây Hồ, nước trong xanh như bức tranh họa đồ. Một con thuyền con giữa lòng hồ, như một trò mây trôi nhẹ nhẹ hoặc đong đưa trong cơn gió thoảng. Một cụ già 89-10 tuổi ngồi trên thuyền, thổi sáo du dương. Dựa bên ông vẫn là bà lão hai hàng mà tóc mai điểm tuyết. Xoay sở một đời, lòng ông lão như nước Tây Hồ trong vắt. Xuôi ngược một đời, một hồ, một thuyền, 2 người. Chỉ thế mà thôi. Và như thường lệ, trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn có tựa đề Dạ Đàn Bà của tác giả Si Trang. Tin vợ chồng lão danh ly hôn ở cái tuổi ngoài 50, làm náo động cả khu phố. Đáng đời lão, đối xử với vợ không ra gì. Tức nước vỡ bờ thôi, phải tay tôi thì đã cho lão đăng xuất khỏi cuộc đời tôi từ lâu rồi. Cánh phụ nữ hà dạ ủng hộ chị vợ, cũng đáo để thật. Mua đất xây nhà dưới quê trước khi ly hôn, luôn rồi vợ có quỹ đen mà lão không biết. Chuẩn thật, cô ta lót ổ cho cuộc sống sau ly hôn. Cánh đàn ông bàn tán và thẩm phán phục người đàn bà này. Lão Danh là cán bộ địa chính của phường, đã về hưu. Ngày còn làm việc, lão hống hách nổi tiếng. Lão ít bạn bè, không ai có thể giao du với lão được lâu. Người nào kết bạn với lão, chỉ trong một thời gian ngắn là cũng lơ bởi lão không bắt bẻ họ cái nọ thì cũng bắt bẻ cái kia. Mà bản thân lão không phải là một người sống biết điều. Tâm địa lão không xấu, nhưng cách nói năng không nghĩ đến cảm giác của người đối diện và cho mình luôn luôn đúng, làm cho người ta xa lánh dần. Bà con họ hàng cũng không thích lão lắm, lão ít cởi mở với ai. Từ ngày về hưu, lão chỉ còn một ít bản rượu, mà mấy tay này chủ yếu là những con ma men, nên không để ý những lời nói khó chịu của lão. Lão có thói quen ăn hiếp vợ, luôn bắt vợ phục vụ mình. Nếu trái ý là lão trừ rủa chị không tiếc lời. Ngay cả những lúc vợ đau ốm, lão cũng chẳng giúp gì cho vợ. Lão cũng đá thúm, đụng nia. Lão tự cho mình cái quyền ăn không ngồi rồi. Suốt ngày lão cầm cái điện thoại thông minh lướt nhà cửa. Lão bày hàng bày trận, bụng đâu vứt đó. Chị vợ bực quá, nói lão. Lão chửi lại, nạt nộ, hung hãn. Chị vợ lại nhẫn nhịn, dọn dẹp. Vợ lão thuộc tuyếp phụ nữ xinh xắn, mỏng mày hay hạt, chăm chỉ. Nhà lão ở ngay con đường lớn của khu phố. Vợ bán tạp hóa, quầy hàng lúc nào cũng đông khách, vì mặt hàng nào của chị cũng hạ hơn những nơi khác vài nghìn. Một phần nữa là chị luôn tươi cười, niềm nở. Cả khu phố đều không hiểu nổi vì sao ngày xưa chị lại yêu và lấy lão Danh. Lão lúc nào cũng lầm lì, mặt nặng mày nhẹ. Chị chỉ cười, Âu cũng là cái duyên số. Không ai biết cuộc hôn nhân trong cái duyên số ấy với chị nó đắng cay như thế nào. Nhưng thỉnh thoảng nghe tiếng chửi của lão Danh, khách đến mua hàng hiểu rằng cuộc sống của chị không hề dễ chịu. Dễ chịu làm sao được khi ở với một người như lão Danh. Lão luôn bắt vợ phải cung phụng mình. Lão nghĩ mấy triệu tiền lương của lão đưa cho chị là to lắm. Bao nhiêu thứ không nên phải chi trong nhà. Con cái học hành, hiếu hỉ với bên nội bên ngoại. Một tay chị chỉ vun vén, không hề kêu ca. Mà có chia sẻ tâm sự với lão thì lão lại quát lên: cô làm cái gì mà hết tiền? Chắc lại đem tiền về cho nhà cô chứ gì. Con người lão đa nghi, ích kỷ. Nên nếu đổ trong nhà, chị Tần Tảo tự lo liệu. Ngay cả đến nấu nướng, ăn uống cũng phải nghe theo ý lão. Trái ý lão, trừ suốt bữa, nhai cơm như nhai sạn, nuốt không trôi. Với lão chỉ thích ăn thịt, nhất là thịt lợn. Ngược lại, chị vợ chỉ thích rau củ quả, cá đồng kho mặn. Nhìn hai vợ chồng, không nghĩ họ bằng tuổi nhau. Chỉ ngoài 50, nhưng tóc lão bạc trắng. Vì ăn nhiều thịt động vật bốn chân, nên nhìn lão béo húp híp, cái bụng to như bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối. Khuôn mặt bóng nhẫy, đầy dầu mỡ. Còn vợ lão thì lại trắng trẻo, thanh mảnh. Trông cứ như hai cha con. Khách đến mua hàng gọi lão bằng chú, còn gọi chị vợ bằng chị. Lão tức lắm. Lão kinh khủng nhất là lúc say rượu. Có dựa vào lão như biến thành ác quỷ. Da mặt tái xanh, sưng phù vì rượu. Cặp môi trắng bệch, thân hình to như hộ pháp, hung hăng như thần sét. Những lúc như vậy, chị vợ chỉ mong cho lão say bẹp dí, rồi đi ngủ một giấc cho nhà cửa yên ắng. Đằng này, lão chửi ngà ngà. Và thế là lão bắt đầu chửi. Có lúc lão chửi từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Lão lôi tất cả mọi chuyện ra chửi. Chửi cả tổ tông, họ hàng nhà vợ. Lúc hai đứa con còn nhỏ, chúng sợ chết khiếp. Khi chỉ biết nép vào chân mẹ, rồi mẹ con đóng cửa ở trong buồng khóc với nhau. Sau này lớn lên một chút, chúng khuyên mẹ, nếu khổ quá, mẹ ly hôn đi. Lúc ấy, chị chỉ biết ôm hai đứa con vào lòng, nước mắt chảy dài. Nhìn vào hai đứa con làm niềm vui, chị nghĩ lão ăn ở thế nào, hậu quả lão chịu. Chị không để tâm nữa. Chị sớm hôm buôn bán, lỡ đi tất cả, kệ lão. Nhưng hôm nay thì đã đủ điều kiện để chị ly hôn với lão. Hai đứa con đã khôn lớn, trưởng thành con gái làm ở một thành phố lớn, cách nhà 200 km. Nó vào làm ở một công ty liên doanh, thu nhập mỗi tháng vài 10 triệu. Nó đã mua được căn hộ chung cư trên ấy. Thằng con trai vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học đã có nơi phỏng vấn, tháng sau đi làm. Chị chẳng phải lo gì nữa. Nếu mẹ thấy thoải mái, thanh thản đầu óc, mẹ cứ làm. Chúng con tôn trọng quyết định của bố mẹ. Chúng nó nói với chị khi chị có ý định ly hôn. Chị đưa tờ đơn ly hôn ra, lão Danh không tin đó là sự thật. Có trong mơ, lão cũng không nghĩ chị có thể rời bỏ lão được. Nhưng lão đã lầm. Sức chịu đựng của phụ nữ rất bền bỉ, nhưng họ đã quyết định, không có gì ngăn cản được. 25 năm qua, chung sống với ông như thế là đã đủ. Cảm ơn vì hai đứa con học giỏi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chị vẫn nhỏ nhẹ, từ tốn. Lão cho rằng chị dọa lão, tự ái của thằng đàn ông. Lão cầm bút ký cái xoẹt vào tờ đơn. Khi tòa án hỏi về tài sản, tôi không cần gì cả, chỉ mong được ly hôn. Chị dõng dạc nói trước tòa. Cả viên tòa và lão đều ngạc nhiên, bởi tài sản của hai vợ chồng cũng rất khá giả. Căn nhà 2 tầng tọa lạc trên mảnh đất 100 mét, cùng với tài sản trong nhà, xe ô tô, quầy tạp hóa. Lớn như vậy, chị cũng không cần. Cả tuổi trẻ của chị vất vả, chịu thương chịu khó để có được bây giờ, để hết lại cho lão. Cầm tờ quyết định ly hôn, chị về quê. Quê chỉ cách hơn 50 km, như thế là giải thoát rồi. Chị ạ, thằng em trai nhìn chị âu yếm. Nhà chỉ có 2 chị em, bố mất rồi, mẹ ở với vợ chồng em. Dâu chị không muốn em dâu khó xử, nên đã nhờ em trai mua hộ mảnh đất ở quê, xây căn nhà cấp 4. Chị sắm đầy đủ tiện nghi. Những năm buôn bán, khéo tính toán, chị đã để dành được 2 tỷ. Đó là số tiền lão chồng không bao giờ biết được. Chỉ đến khi ly hôn, chị có sẵn nhà để về, lão mới cay, cố thua chí đàn bà. Chị về quê, sớm chiều sang chơi với mẹ, đưa mẹ đi thăm thú bà con họ hàng. Vài 3 tháng lại lên thành phố thăm hai đứa con. Chị đem rau sạch, tôm cá tươi dưới quê lên cho con. Cặm cụi dọn dẹp, nấu những món ăn các con thích. Chị gặp lại đám bạn thời học sinh. Bây giờ, con cái chúng nó cũng lớn, có đứa có cháu nội, cháu ngoại. Thế chị dạo này trẻ và sinh ra, chúng nó nghi ngờ mày sắp tái giá à? Thôi, một lần lấy chồng là đủ rồi. Chị mỉm cười. Mà đúng là dạo này chị trẻ thật. Đã ngoài 50, nhưng chị như ngoài 40. Chị vốn có làn da trắng trẻo, dáng dấp cân đối. Bao nhiêu năm đầu tắt mặt tối buôn bán, chả nghĩ đến bản thân. Bây giờ, chị tự thưởng cho mình những bộ váy áo, những đôi giày dép hợp thời trang. Cũng có mấy mối có ý với chị, nhưng chị từ chối. Chả dại gì mà dính vào nữa. Lúc rảnh, chị chăm sóc mấy luống rau sạch, mấy chậu hoa trên mảnh vườn nhỏ. Chị trang trí nhà cửa theo ý thích. Mỗi buổi sáng, chị ngồi dưới hiên nhà, có dàn mướp hoa nở vàng, thưởng thức một ly cà phê sữa thơm lừng hay một tách trà thảo mộc dịu ngọt, lướt điện thoại xem tin tức. Có lúc, chị đi bộ quanh cánh đồng làng, ngắm bình minh, chụp vài kiểu ảnh đẹp. Không còn phải vội vàng dậy sớm, dọn hàng đi chợ. Chị thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm. Rảnh rỗi, tụ tập bạn bè, đi du lịch, liên hoan, ca hát. Không phải chịu đựng nhìn sắc mặt bảo thổ ích kỷ của lão chồng. Không phải lo lắng món ăn hàng ngày cho vừa ý lão nữa. Con gái đầu gọi điện, mẹ ơi, bố ốm, nhập viện mấy hôm nay rồi. Chị và lão không còn là vợ chồng nữa, nhưng vẫn còn cái nghĩa. Thế là chị khăn gói chạy lên viện thăm lão. Bình thường, lão đã khó chiều. Đến khi bệnh tật, lão lại càng chướng hơn. Mặc xác lão, chị chỉ cười, tỉ mỉ chăm sóc lão từng miếng ăn, giấc ngủ. Chị về lại căn nhà xưa, quầy tạp hoa đã nghỉ. Chị lại nấu nướng, giặt giũ, xoay bồ bồ vào ra bệnh viện chăm lão. Lúc lão và chị mới ly hôn, con gái trên thành phố cứ cuối tháng lại dẫn người yêu về thăm bố. Thấy nhà cửa bừa bộn, lão sống như cái ổ chuột, không dọn dẹp, hôi hám, mốc bẩn. Nó phải thuê người cuối tuần đến lau chùi nằm viện độ hơn nửa tháng thì lão ranh khỏi hẳn. Nguyên nhân lão nhập viện thì chỉ có lão mới biết, chuyện là sau khi ly hôn, chỉ có cuộc sống bình yên, thanh thản. Còn lão lại bị khủng hoảng nặng. Lão nhớ những bữa ăn ngon vừa miệng, chỉ nấu cho lão. Nhớ tám cháo giải cảm, thịt băm rắc tía tô thơm lừng. Nhớ cả cái sáng người cần mẫn, chịu đựng của chị. Đi ra đi vào sớm hôm, lão cô đơn kinh khủng, nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai. Thế là lão chấp nối với cô giúp việc nhà. Lão tuần nào cô cũng đến lau chùi, dọn dẹp theo thỏa thuận của con gái. Lão thấy lão chỉ có một mình, nhiều lúc cô ở lại nấu nướng, ăn cơm cùng lão. Cô ta khoảng hơn 40 tuổi, gái đã lỡ, thì về độ khéo tay thì không bằng vợ cũ của lão. Nhưng lão cũng đành chép miệng, thở dài để có người bầu bạn. Hai đứa con gái lão ủng hộ bố, thấy ổn là được. Nhưng khoan làm giấy đăng ký kết hôn, vì cũng chưa tin tưởng được ai. Lão thấy các con cũng có lý, nên tìm cách nói khéo. Cô ta cũng đồng ý chung sống với lão. Cách đây 2 tuần, cô ta cuốn sạch hơn 500 triệu tiền lão bán chiếc ô tô và thanh lý hàng hóa, bỏ đi biệt tăm. Lão cay cú, già rồi còn bị lừa, suy nghĩ, ăn uống bình thường, đến khi suy nhược cơ thể. Cuối tuần, hai con về thăm bố, thấy bố râu ria không cạo, người bẹp dí, nằm bê bết bên mấy chai rượu, sốt hầm hập. Chúng vội vàng đưa lão đến bệnh viện, rồi tìm cách điện cho mẹ. Lão không ngờ chị vẫn đến chăm lão. Dạo này trông chị hồng hào, tươi tắn hẳn lên. Lão ân hận vì đã đối xử với chị không ra gì. Có ý mong chị về lại, nhưng chị chỉ cười. Có đau ốm, bệnh tật, khó khăn gì, ông cứ gọi tôi. Nếu giúp được gì ông, tôi sẽ cố gắng. Còn chuyện về sống lại với ông, tôi không thể. Chúng ta hết duyên, hết nợ. Tôi xin lỗi. Bà về tất cả những gì trong suốt 25 năm qua, lão khẽ khàng nói với chị. Nhưng vợ cũ lão chỉ nhẹ nhàng. Tôi và ông không ai có lỗi, chỉ là nợ nhau đến đó thôi. Chị nấu cho lão vài món lão yêu thích, đi chợ bỏ đầy tủ lạnh để lão ăn dần. Đến lúc khỏe hẳn rồi, tự mà xoay. Chị về lại căn nhà nhỏ của mình ở dưới quê. Chả dại gì mà dính vào lão nữa. Chị đã hết nước mắt để khóc cho 25 năm qua rồi. Ông bà nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Người bảo thủ như lão danh, không dễ thay đổi. Chị chả dại, bây giờ phải sống cho mình. Những năm sau 50 tuổi, cuộc đời trôi nhanh lắm. Vâng, kính thưa quý vị, và bài chia sẻ của Sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ, và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa quý vị nhé. Xin kính chào, tạm biệt. và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của Sách Nói Minh Triết. Những cành hoa tươi thắm từ lòng biết ơn của kênh Sách Nói Minh Triết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã là những người đi đầu hành trình. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu, và chúng tôi không thể đạt được điều này mà không có những người đồng hành tận tâm như quý vị. Tập buông bỏ để có một cuộc sống thanh thản. Chào mừng quý vị Phật tử đã đến với video trên kênh Chuyện Nhân Quả, nơi chia sẻ những thông tin hữu ích về Phật giáo. Quý vị thân mến, theo tuệ giác của Đức Phật, nếu chúng ta muốn có được sự bình an và hạnh phúc, hay đem lại sự bình an, hạnh phúc cho người khác, thì ở trong chúng ta phải có chất liệu có tên tiếng gốc Pali, đó là Obit Opika, có nghĩa là buông xả. Nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng thêm vào, không phải lúc nào chúng ta cũng tích góp, cũng sản sinh ra, cũng nắm bắt, cũng kéo về phía mình. Mà có lúc chúng ta phải tập buông ra, bớt, nhả ra, bớt, loại trừ bớt, hoặc tạm thời ít nhất là không nắm bắt nữa, không lôi kéo, không sở hữu nữa. Bởi vì những thứ mà chúng ta sản sinh ra, nắm bắt hay giữ gìn, có những thứ không thực sự cần thiết, hoặc là tuy nó cần thiết, nhưng nó không phù hợp, và để nó phù hợp với tình trạng sức khỏe hay năng lượng của mình thì mình phải tập nới ra, hoặc dừng lại, hoặc là buông bỏ bớt đi. Mỗi người chúng ta phải cho mình cơ hội để ngồi xuống, để nhìn lại xem mình nên buông bỏ cái gì. Bớt từ những tiện nghi về vật chất cho đến những tiện nghi về giá trị tinh thần, như tình cảm hay sĩ diện, hoặc danh dự. Bởi có thể những thứ đó chính là những thứ đang làm cho mình cạn kiệt năng lượng, làm cho phẩm chất đời sống của mình bị suy giảm. Và thời gian gần đây, mình đã bộc lộ một vài năng lượng rất là tiêu cực. Có vẻ như là bên trong của mình đang hình thành một vài thói quen không được dễ thương. Mình nhận ra được tình trạng mình muốn dừng lại cái việc chế tác năng lượng không dễ thương đó. Mình muốn thay đổi bản thân, nhưng mình không đủ sức. Vậy thì, với một nguồn năng lượng đặt tạo ra mỗi ngày như vậy, thì nó chỉ đủ để giải quyết cho một số vấn đề nào thôi, ít nhất là công việc của bạn. Thế nhưng, bạn lại có quá nhiều thứ để phải cần tới nguồn năng lượng của bạn, để nuôi dưỡng, để giúp đỡ, để giải quyết, để tháo gỡ. Thì bạn không đủ sức, nhất là trong liên hệ tình cảm. Liên hệ tình cảm có thể lấy đi rất nhiều năng lượng của bạn. Cho nên, hơn ai hết, bạn là người có thể hiểu được tình trạng của chính mình. Nhưng mà cũng chưa chắc, nhiều khi mình thường đánh giá rất cao về chính mình. Mình tưởng là mình còn có thể làm được nhiều thứ lắm. Thế nhưng, kỳ thực nó lại khác. Mình làm tới đâu là đổ bể tới đó, thương người nào là làm khổ người đó. Vậy cho nên là mình cần có những giây phút tĩnh lặng, được trở về với chính mình, nạp một ít năng lượng, để nhìn một cách chính xác và đánh giá một cách trung thực về tình trạng của chính mình. Để rồi làm một cái quyết định là nên cắt bỏ bớt một số những mong cầu, một số những dự án, một số những tham vọng, để bản thân có thể tập trung phát triển những giá trị cơ bản, những giá trị quan trọng hàng đầu mà từ trước đến nay mình đã lỡ bỏ quên. Trong đó, mình xây dựng lại một đời sống cho nó nhịp nhàng, cho nó có thong thả, cho nó có vững chãi, cho nó có bình an. Trong đó, mình thiết lập lại cái sự tỉnh thức. Vì những ham muốn và những đòi hỏi tham vọng mà thời gian qua có vẻ là mình sống trong tình trạng mù mờ. Mình lạc vào cái vùng sương mù, nhìn mọi thứ không còn rõ rệt hay chính xác nữa. Và trong đó, có trách nhiệm chăm sóc các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu như mình có thừa năng lượng, mình bình ổn, mình vững chãi, thì mình đã giúp người kia được rất nhiều rồi. Thay vì mình đòi hỏi, trách móc, trừng phạt, thì mình đã có đủ sức để mà đến bên người đó, để mà hạ cái tôi của mình xuống, để mà đưa cánh tay tới, để nâng người đó lên. Vậy để làm được điều này, thì bạn buộc phải sở hữu một nguồn năng lượng rất lớn. Nếu bạn nắm bắt nhiều thứ mà năng lượng của bạn vẫn tràn đầy, thì bạn cứ nắm bắt. Còn nếu bạn nắm bắt nhiều thứ quá mà năng lượng của bạn suy giảm, thì giải pháp thông minh đó là buông bỏ bớt, để duy trì phong độ. Phong độ của bạn là nói cái gì thì chắc chắn cái đó. Khi bạn bước đi, phải có sự vững chãi, chứ không có hấp tấp, vội vàng. Bạn hứa điều gì, bạn thực hiện được điều đó. Phong độ của bạn là sự điềm tĩnh, sự thư giãn khi đối đầu với những khó khăn, giải quyết những vấn đề. Phong độ của bạn là lúc nào cũng tỏ ra là một người ngọt ngào, mềm mại, một người có hiểu biết. Phong độ của bạn đó là sẵn sàng mở lòng ra để lắng nghe, để thấu hiểu và để nâng đỡ những người thương hay những người sống bên cạnh của mình. Đó là phong độ tốt nhất của bạn. Thế nhưng, có vẻ như thời gian qua, vì bận quá bận nên là mình đã đánh rớt phong độ. Và chúng ta đã từng nói với nhau rằng, dù cho bạn có nắm bắt được bao nhiêu thứ đi chăng nữa, dù cho bạn có những thành tựu vẻ vang đi chăng nữa, dù cho bạn trở thành cái gì đi chăng nữa, mà nếu tâm hồn của bạn bệ rạc, nó mệt mỏi, nó cạn kiệt năng lượng và nó có quá nhiều vết thương ở bên trong, thì bạn sẽ không cảm thụ được những giá trị hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn tuy đang đứng trên con đường hạnh phúc mà bạn không coi trọng, tại vì bạn không cảm nhận được nó là hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì bạn đã tập cho mình thói quen là lúc nào cũng nghĩ về cái chưa xảy ra, lúc nào cũng mơ ước những điều mà nó chưa thuộc về tầm tay của mình, lúc nào cũng muốn thể hiện, cũng muốn chứng tỏ, muốn có thêm. Chứ các bạn không đủ khả năng để mà an trú trong giây phút hiện tại, để mà tận hưởng những giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Bạn đang đứng trên con đường hạnh phúc đó, bạn có biết không? Cho dù bạn có than rằng bạn thiếu cái này, bạn thiếu cái kia, bạn thiếu cái nọ, thì đó chỉ là những tiện nghi thôi. Tiện nghi là một cái thứ xa xỉ, một cái thứ muốn có thêm, chứ chưa chắc nó là những điều kiện cơ bản của hạnh phúc. Chừng nào mà bạn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở, không có một người thân nào trong cuộc đời này, thì bạn hãy than. Còn những điều mà bạn than vãn kia thì nó nhiều khi chỉ là những ham muốn, những đòi hỏi quá mức của bạn mà thôi. Vì vậy, cho nên, bạn muốn làm cho người thương của mình có hạnh phúc, muốn chia sẻ những giá trị ngọt ngào, ấm áp từ đời sống tinh thần, thì bạn phải là người có hạnh phúc. Thưa quý vị, trong cuộc sống, nhiều khi mình thương yêu một người nào, mình đến với một người nào, chẳng qua là vì mình lạc lõng quá, mình cô đơn quá, và mình đang cần một điểm tựa. Mình đang cần ai đó thương yêu mình, hơn là mình thương yêu một ai đó. Không lẽ bây giờ mình rao lên là ai làm ơn thương yêu tôi cảm ơn, thì nó kỳ quá. Cho nên là mình phát ngôn ngược ngạo là tôi rất là muốn thương bạn, tôi rất muốn yêu bạn. Tại vì khi bạn yêu một người nào đó, bạn thương một người nào đó, thì bạn phải có gì đó để cho người ta, có cái gì đó để hiến tặng cho người ta, sẽ làm cho người ta tốt hơn, đẹp hơn. Thì cái đó mới gọi là thương yêu. Còn nếu đến để mà thừa hưởng, để mà rút tỉa, ai mà không làm được. Vì vậy, cho nên, bạn phải tự hỏi là mình có tư cách gì để yêu người đó, để thương người đó. Nếu như đối tượng thương yêu của mình là cha mẹ, mình là bậc bề trên của mình, là những người sẵn sàng hy sinh cho mình mà không toan tính, thì mình không cần hỏi câu đó. Tuy nhiên, thật ra, xét cho cùng, thì cha mẹ cũng không phải là bậc thần thánh. Cho nên, cha mẹ cũng cần sự dễ thương của mình, sự không quá khó chịu, không quá ngỗ nghịch, không quá cứng đầu của mình. Để cha mẹ có thể thực hiện tốt cái vai trò của cha mẹ, đó là thương yêu con cái mà không cần phải điều kiện. Tại vì nếu mà con cái quá quắt, con cái hư hỏng, thì buộc cha mẹ phải đặt điều kiện để nâng đỡ con cái lên, để mà thiết lập một mối quan hệ vững chãi. Còn với một người bạn đời, một người xa lạ bước vào trong cuộc đời của mình, mà mình mỗi ngày đánh mất cái sự đáng yêu của mình, qua cái sự mệt mỏi, qua sự đòi hỏi, qua cái sự cạn kiệt năng lượng, qua một vài cái năng lượng tiêu cực, thì điều đó có nghĩa là mình đang muốn bước ra khỏi cái vòng tay thương yêu của người kia. Vậy thì nếu người kia không thương yêu mình nữa, người kia từ bỏ mình, đó là điều hiển nhiên phải xảy ra. Tại vì bạn muốn được thương yêu thì bạn phải đáng yêu. Tất nhiên là trong một cái liên hệ đổ vỡ, thì cho dù một bên là nguyên nhân chính gây ra, thì bên kia cũng có một phần trách nhiệm. Bởi nếu sức mạnh tình yêu của bên kia đủ lớn, thì họ sẽ tiếp tục kiên trì, tiếp tục nâng đỡ, tiếp tục mở rộng dung lượng trái tim ra để chấp nhận những yếu kém của mình. Còn nếu bên kia không đủ sức để làm điều đó, thì họ bỏ mình là lẽ đương nhiên. Tại vì mình không thật sự đáng yêu. Vậy thì bạn phải nhìn lại. Nhiều khi vì những cái lý do mà bạn cho là chính đáng, như là bạn đang đi tìm hạnh phúc, đang xây dựng lại hạnh phúc cho liên hệ tình cảm giữa bạn và người ấy, bạn đang mưu sinh, bạn đang tìm mọi cách để mà vun đắp hạnh phúc của gia đình, nhưng mà kỳ thực đó là bạn đang bước ra khỏi quỹ đạo yêu thương của đôi bên. Bạn đã làm xấu bạn đi rất nhiều, bạn không còn là hình ảnh đẹp trong mắt người kia nữa, và bạn buộc người kia phải chịu đựng bạn, chấp nhận luôn những giá trị yếu kém của bạn. Thì tội cho người kia quá, nếu người kia không phải là một người vững chãi, không phải là một người có tu luyện, không phải là một người có tấm lòng lớn, thì chắc chắn họ sẽ chán nản mình, và họ sẽ không thể tiếp tục thương yêu mình nữa. Vì vậy, cho nên là chúng ta cần phải buông bỏ bớt. Nếu cái sự tiếp nhận, cái sự nắm bắt, cái sự tạo sinh, nó không được kiểm soát, nó không có tỉnh thức, thì bây giờ mình chắc chắn bắt buộc phải tìm cách buông bỏ bớt đi. Trong đó, có những cái buông bỏ về sự mong cầu, về những dự án, kế hoạch không cần thiết, với những tiện nghi không cần thiết, để trả lại con người dễ thương, ngọt ngào, tràn đầy năng lượng của mình. Thì chỉ chừng ấy, mình mới có hy vọng giữ được cái tình cảm của mình, giữ được người thương của mình. Có thể mình đã xuống cấp lâu rồi mà mình không nhận ra, và người thương của mình đang rất chịu đựng mà mình tưởng như không có chuyện gì xảy ra. Mình nghĩ là mình đem tiền về, mình đem danh dự hay quyền lực về là đủ rồi. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên của sự buông xả. Sự buông xả kế tiếp, đó là buông xả những cái đòi hỏi của mình dành cho người thương của mình. Tất nhiên là chúng ta có quyền đặt ra những điều kiện, những đòi hỏi chính đáng để làm cho người thương của mình tốt đẹp hơn, hay là làm cho cái liên hệ tình cảm giữa mình và người ấy tốt đẹp hơn. Nhưng mà không phải lúc nào người thương của mình cũng đủ sức để mà thực hiện những cái đòi hỏi đó, những ước muốn gọi là chính đáng đó. Người thân của mình cũng không biết làm chủ bản thân, giữ vững phong độ, duy trì năng lượng liên tục. Có những lúc họ phải đối đầu với quá nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Có lúc họ gặp phải những cơn bão tố ở trong lòng. Mà cái lúc mà họ cạn kiệt năng lượng thì những cái đòi hỏi của mình, dù là chính đáng hoặc là nó không quá lớn lao, thì đó cũng trở thành cái sức nặng rất lớn, đè nặng lên vai của họ, trở thành áp lực với họ. Trong một cái liên hệ tình cảm mà một người biết cách chăm sóc thì họ phải đủ tỉnh táo và bản lĩnh để thu hồi cái đòi hỏi đó lại, thu hồi cái mong muốn đó lại. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang lấy đi những cái gánh nặng trên vai mà bản thân đang đặt lên người thương của mình. Lúc khác đặt trở lại vì nó là chính đáng mà, nhưng bây giờ thì không thể. Ví dụ như mình muốn con mình vừa học giỏi mà chơi piano giỏi, hay là giỏi đấu võ thuật là giỏi, nhưng mà con mình nó quá vất rồi. Chương trình học ở trường dày đặc, nhìn muốn nín thở, mà phải học thêm môn này, học thêm môn nọ nữa. Dẫu biết đó là vì mình muốn tốt cho con, nhưng mà mẹ ơi, con chịu hết nổi rồi. Bố ơi, con không đủ sức để mà trở thành một người hoàn hảo như bố nghĩ. Có thể là lúc khác, dịp khác, thời điểm khác, còn bây giờ con hết sức rồi. Nếu mà con mình biết cách diễn đạt thì nó sẽ nói như vậy. Nhưng mà tội là nó không biết cách diễn đạt. Nó chỉ khóc, nó chỉ giãy giụa, nó chỉ dễ dụ thôi, chứ nó không biết phải giãi bày sao cho cha mẹ thấu hiểu. Thì cha mẹ, những người được nhân danh là đang thương yêu một người nào đó, phải có trách nhiệm hiểu đối tượng thương yêu của mình có chịu nổi những đòi hỏi được gọi là chính đáng của mình hay không. Mà nếu thấy họ quá sức, mình phải đủ can đảm để buông bỏ cái đòi hỏi đó mà không sợ hãi. Nhiều khi là vì mình sợ hãi quá. Mình thấy cuộc đời của mình có quá nhiều giông tố, cuộc đời mình nó gặp nhiều thăng trầm. Cho nên mình muốn người thương của mình đừng lặp lại cái bi kịch của mình bằng cách là đặt ra thật nhiều cái muốn. Nhưng mà người thương của mình đâu phải là mình. Họ nhiều khi là có đủ bản lĩnh để đi qua những giông tố khó khăn hơn là mình. Hoặc là họ cần trải qua những cái giông tố, những thăng trầm như vậy để đôi chân của họ vững hơn cái sức chịu đựng của họ, kiên trì hơn. Tại sao? Nhờ những cái thăng trầm đó mà mình mới vững vàng được như ngày hôm nay. Mà bây giờ mình muốn con cháu của mình nó không được vững chãi nữa bằng cách là hưởng thụ, bằng cách là thực sự sung sướng. Cho nên là mình quá sợ. Sợ là vì mình thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ, thiếu kinh nghiệm đối ứng. Cho nên mình muốn người thân của mình làm sao để cho mình bớt sợ, thông qua việc đó là thực hiện những đòi hỏi của mình. Và mình nhân danh đó là mình đang thương người đó một cách thật lòng, hết dạ. Cho nên mới nói, cái thương nó cần cái hiểu. Nó là như vậy mà. Cái hiểu nó cần cái sự tỉnh thức, tỉnh táo để nhận ra được cái tình trạng của người thân của mình. Nếu người thân của mình đang khỏe, đang vẫn căng tràn đầy năng lượng, thì một cái muốn của mình đặt ra tốt cho người đó, hay kể cả chỉ là tốt cho mình thôi, thì họ cũng đủ sức để thực hiện mà không có vấn đề gì. Cho nên trong khi mình ngồi yên xuống thì mình cũng có thể nhìn ra được cái vấn đề giữa mình và người đó có thể nằm ở chỗ là mình muốn người đó nhiều quá. Mà nguyên nhân đó là do sự sợ hãi. Đó là ý nghĩa thứ hai của sự buông xả. Hãy để cho nó đi đi. Để cho những cái đòi hỏi, những mong cầu, những nỗi sợ hãi ở trong đầu của mình nó trôi đi. Không phải những đòi hỏi, những mong cầu của mình lúc nào nó cũng sáng suốt, nó cũng có trí tuệ ở trong đó. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy truy nhau rồi. 100 năm nữa, em đâu và tôi đâu đây? Tức là sóng gió cuộc đời nó đã quá đổ, quá mệt rồi. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau. Mình và người kia, những người thân của mình, đã là những thủy thủ trên một con thuyền vượt qua đại dương mênh mông với rất nhiều sóng gió. Đáng lẽ là mình phải đồng tâm, đồng lực, liên kết với nhau, tạo thành một khối vững chắc để mà đưa con thuyền mình vượt qua những cái con sóng lớn. Thì đằng này, mình lên trên, thì mình xô người này, mình đẩy người kia, làm cho người thân mình kiệt sức luôn. Mà cuối cùng, con thuyền nó lật, sóng gió nó dập xuống, đâu phải là dập người thương mình không đâu, dập luôn cả mình nữa. Những cái gì xảy ra cho người thương của mình là xảy ra cho mình thôi. Cho nên, mình đang hành hạ người thương mình là mình đang hành hạ chính mình. Bên ngoài, người ta xô đẩy nhiều quá rồi, còn trong nhà, còn xô đẩy nhau nữa rồi. 100 năm nữa, còn xô đẩy được nữa không? Sức đâu nữa mà xô đẩy, mà có còn gặp nhau nữa đâu mà xô đẩy. 100 năm nữa, người thương mình ở đâu rồi? Mình sẽ ở đâu? Có còn oán hờn, có còn trách móc, có còn vặn vẹo, có còn ngắt nghéo, có còn làm khổ nhau nữa được không? Rồi, trong bài hát hồi nãy, chúng ta hát Hãy Yêu Nhau Đi của Trịnh Công Sơn, có câu là hãy nhìn mặt người lần cuối trong đời. Nếu lúc nào mình cũng suy nghĩ rằng mình gặp người thương của mình trong giờ phút này, có thể là lần cuối, thì mình sẽ thể hiện trước họ một con người tốt đẹp nhất của mình. Chắc chắn là mình sẽ cho họ những năng lượng tốt lành nhất mà mình có thể. Thay vì mình tiếp tục chế tác ra những năng lượng tiêu cực, tiếp tục làm khổ nhau, tiếp tục đòi hỏi nhau. Nhưng mà các vị có quyền hỏi là ủa, sao biết chắc chắn là lần này là lần cuối? Thì xin thưa là chúng ta thường là không có biết chắc. Chúng ta tưởng là người đó còn có mặt với mình tới 200-300 năm nữa. Cho nên, bây giờ, mình vẫn tiếp tục làm khổ người đó. Còn nếu mà mình ý thức rằng các cuộc phân ly, những cuộc chia lìa, nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, thì chắc chắn là mình sẽ không đối xử như vậy. Ý nghĩa kế tiếp của từ buông xả, đó là trong một liên hệ tình cảm, bạn phải có một cái khả năng. Mà nếu không có khả năng này, thì bạn không cách nào để duy trì được mối quan hệ tình cảm của bạn. Đó chính là tha thứ cho nhau. Buông xả nó trái với cái sự cố chấp, níu giữ, khi chặt ở trong lòng. Buông xả những cái vụng về, những cái lầm lỡ, những yếu kém của người thương của mình. Cái đó là rất khó. Nếu con người mình tràn trề năng lượng, thì mình có thể làm được. Nhưng nếu mình mệt mỏi, thì mình cần phải buông xả những cái vụng về, những cái lầm lỡ, những yếu kém của người thương của mình. Cái đó là rất khó nếu con người mình tràn trề sinh lực, nếu con người mình nó có nhiều năng lượng. Nếu con người mình đang rất vững chãi, có một trái tim rất rộng lớn, thì cái việc buông bỏ những cái lầm lỡ, những yếu kém, những cái vụng dại của người thương mình nó không có quá khó. Nhưng mà nếu năng lượng của mình suy cạn, mình đánh mất phong độ, mình mệt mỏi, mình dã rời, thì tất nhiên là việc này quá khó cho mình mà. Bạn thử nghĩ, bạn cũng là cái người không phải lúc nào cũng sống trong tỉnh thức thường trực, sống trong sự mê mờ và thiếu kiểm soát bản thân. Và bạn đã vung vãi là không biết bao nhiêu năng lượng độc hại, chỉ có điều là có khi có người phát hiện ra hoặc là không phát hiện ra. Chỉ những cái điều bạn làm cho tới mức tổn hại như là người kia làm thôi, chứ ai mà không có những yếu kém, không có những lầm lỡ, không có những giây phút không kiểm soát được bản thân. Mình nghĩ được như vậy và nhớ rõ như vậy thì bạn sẽ có thể chấp nhận được những yếu kém, những vụng dại của người thương của mình. Dĩ nhiên là bạn chấp nhận không có nghĩa là cắn răng chịu đựng để cho người đó muốn làm gì thì làm. Chấp nhận là bạn không có phản ứng, bạn không muốn chối bỏ, bạn không muốn tránh né, bạn không có chỉ đó, không chỉ đứng đó để mà yêu sách, để mà đòi hỏi người đó phải thay đổi cho bạn, mà chấp nhận bạn để bạn hòa điệu với nó, để bạn cùng đồng lòng đồng sức để mà giúp người đó thay đổi. Đó là hai thái độ khác nhau. Thái độ bạn không chấp nhận thì bạn sẽ phản ứng, bạn sẽ bực bội và khó chịu, bạn tức giận và bạn buộc đối tượng bên kia phải thay đổi cho bạn. Còn chấp nhận nghĩa là bạn cùng với người đó hợp sức để mà giúp người đó thay đổi, không có tránh né nữa, không có chống cự nữa mà chỉ có sự chấp nhận thôi. Buông xả trong ý nghĩa này có nghĩa là chấp nhận, và bạn thu cái thành kiến của bạn lại, những cái suy nghĩ không tốt đẹp về người thương của mình phải được lấy ra. Thì bạn mới thấy được cái sự trưởng thành, cái sự thay đổi, cái sự tinh khôi trong từng giây phút của người thương của mình. Còn giờ phút nào bạn vẫn tin rằng người thương của bạn hoàn toàn xấu, hoàn toàn vô giá trị, thì tất nhiên là bạn không thể tiếp tục kết nối với họ được nữa. Một người mà bạn không có nhìn thấy được bất cứ giá trị tốt đẹp nào của họ thì bạn không có cách nào để sống chung và yêu thương được. Nếu có chăng thì chỉ là những thỏa mãn cảm xúc nhất thời mà trong một liên hệ tình cảm mà bạn nói rằng tôi không biết cách tha thứ, tôi không chấp nhận, tôi muốn em phải thế này, tôi muốn anh phải thế kia, chỉ có muốn và muốn thôi mà không có sự chịu đựng, không có sự chấp nhận những yếu kém lẫn nhau, thì bạn không thể thương yêu người nào đâu. Bạn hoàn toàn không có khả năng thương yêu. Một người gọi là có khả năng thương yêu thì trong đó phải có cái tố chất là chấp nhận những khuyết điểm của người khác, của đối tượng thương yêu, và phải biết cách để mà giúp đỡ cho đối tượng thương yêu mình thay đổi được những năng lượng tiêu cực, những thói quen không dễ thương của họ. Đó là đặc tính của buông xả. Còn nếu mình thiếu tu luyện, mình thiếu ý thức về cái vấn đề buông xả, lúc nào mình cũng khư khư giữ trong lòng, nói bao nhiêu nhớ hết, làm bao nhiêu cái điều tốt thì bạn quên, nhưng mà chỉ cần nói lỡ lời hứa, hay vài lời, hay là một vài cái hoạt động thiếu kiểm soát là bạn nhớ mãi ở trong lòng. Bây giờ bạn tạm quên thôi nhá, chứ còn nằm sâu trong ký ức thì không bao giờ quên đâu. Mà nếu bạn vẫn chưa lấy cái đó ra được, bạn chưa chữa lành vết thương của bạn được, thì tình thương bạn đang dành cho người đó nó hồi hộp lắm, nó nguy hiểm lắm, nó có thể buồn vỡ bất cứ lúc nào. Sự thật là khi mà mình thương người thương của mình, mà mình đang có quá nhiều vết thương trong lòng, thì rất là khó để thành công, rất là khó để đem lại cái hạnh phúc chân thật cho người đó. Mình phải chữa trị cái vết thương trong lòng của mình trước, mà cái vết thương này nhiều khi là của người trước để lại, chứ không phải là của người này nó mới chết chứ. Hận người cũ làm khổ người này. Cho nên tôi rất hay khuyên các bạn mới bị bổ đá đó, chớ đừng vội kiếm người thương chơi. Vết thương cho nó lành, cho nó tươi tắn, cho nó hồn nhiên, cho nó thanh thoát, cho nó nhẹ nhàng, cho nó vui vẻ trở lại đi. Rồi hãy đi tìm người thương, tại vì lúc đó mình có cái để cho rồi. Còn bây giờ thì mình bệ rạc, mình mệt mỏi, mình cạn kiệt, đầy vết thương trong lòng, mà đòi đi thương người nào đó, có quá sức không? Chỉ làm khổ người khác thôi. Và mình đối xử với người, cái người mà mình đang rất là thương yêu, đang chịu ơn với họ, bằng cái kinh nghiệm cũ, bằng chính vết thương ở trong lòng, thì tội cho họ quá. Có nhiều khi cha mẹ cãi vã nhau, bất đồng quan điểm nhau, rồi làm khổ nhau, rồi không biết, nhưng mà không đủ sức để mà trút hết những cái uất hận, những cái năng lượng tiêu cực trong người mình lên người kia. Cho nên là đổ dồn vào con cái, hành xử tệ bạc với con cái, lại tại mình giận cha nó quá, hay là giận mẹ nó quá. Ý nghĩa kế tiếp của từ buông xả, đó là bạn hãy quên đi những cái gì mà bạn đã cống hiến cho người đó. Nhiều ý nghĩa quá, không biết sao nhớ mà coi bộ yêu thương đúng nghĩa sao nó khó quá. Phải luyện tập đủ kiểu hết mới có thể đạt được giá trị chân thật, thì nó phải khó như vậy. Con người khác với những loài động vật khác là con người muốn vươn tới những giá trị cao đẹp, không chỉ là thỏa mãn cảm xúc không. Là con người còn muốn cái gì đó nó bền vững, cái gì nó sâu sắc, một cái gì đó nó đem lại cái giá trị tuyệt vời hơn. Thì con người buộc phải tu luyện, chứ không thể chỉ dựa trên bản năng mà có thể làm được. Yêu thương một người nào đó nó khổ lắm, khó hơn lấy bằng đại học, lấy bằng thạc sĩ, khó hơn việc cứu một bệnh nhân trong bệnh viện, khó hơn chuyện làm vừa lòng 1, 2, 300 người. Tại vì tất cả những lúc đó, chúng ta có thể thể hiện cái tốt nhất của mình trong vài giờ đồng hồ. Còn thương của mình, cái người mà sống hàng ngày, hàng giờ, làm sao để mình duy trì được phong độ, để họ có thể tôn trọng mình một mực, không thay đổi. Vậy thì bạn phải có một khả năng nữa trong liên hệ tình cảm, đó là phải buông xả những suy nghĩ cho rằng là nhờ mình mà người đó mới được như vậy. Để làm gì ạ? Để bớt kể công, bớt lên giọng, bớt ta đây, bớt tự hào, bớt thể hiện quyền lực. Tại vì sao? Tại vì nếu không có người đó thì mình đâu trở thành một người thương yêu được, phải không? Trước giờ A muốn cho B, nhưng B không nhận. Ngay từ đầu B không nhận thì A đâu có thể trở thành cái người cho B được. Thì A có thể nói, thì tôi cho C, thì cho C đi. Vậy thì A là chồng của C, chứ không còn là chồng của B nữa. Hay là A đã thành vợ của C rồi. Vậy thì khi mà một bên tiếp nhận một cái gì mà một bên nọ cho, đó thì bên nọ, cái bên tiếp nhận, đã biết ơn cái bên cho đã đành rồi mà, cái bên cho họ cũng phải biết ơn cái bên nhận nữa. Cái đó nó mới cân bằng quy luật, cân bằng cảm xúc. Cái này hơi khó chấp nhận. Tôi có kể câu chuyện đó là khi mà tôi đi cái chuyến đi tô bụi ở vòng quanh nước Mỹ trong 3 năm vậy đó. Thì các bạn trẻ rất là hâm mộ chuyện này, rất là khao khát được trèo nối với tôi một lần. Tôi đã cảnh báo rất nhiều rồi mà các bạn cũng quyết chí, thì tôi cũng chiều. Tất nhiên là cũng phải trải qua một lần tuyển chọn, xem ai có được sức khỏe rồi mới cho đi. Trong đó có các bạn còn độc thân, cũng có các bạn có đôi rồi. Cho nên là cái buổi tập luyện trước đó cũng phải vài tuần rồi mới dám cho leo núi. Và tôi có nói với các bạn rằng, nếu các bạn muốn trèo núi mà mang ba lô theo để suốt nhiều ngày đó, thì cái ba lô của bạn, cái trọng lượng của nó chỉ chiếm 1/3 cái trọng lượng cơ thể của bạn thôi. Ví dụ như là bạn 60 kg thì bạn chỉ mang tối đa là 20 kg. Và trong đó nó có rất nhiều thứ, gồm có lều tối ngủ, tấm lót lưng, rồi nước, thực phẩm, một số dụng cụ y tế, áo ấm, rồi quần áo 3 ngày, 4 ngày, nó chiếm 20 kg. Nhưng mà các bạn không có tuân thủ theo cái quy tắc đó, các bạn lén đem thêm. Và khi mà bắt đầu chuẩn bị leo lên chân núi, là tôi bắt đầu cầm ba lô lên cho cân thử trên tay của mình, ước lượng, và tôi nói là quá mức. Nhưng mà các bạn nói dối, cứ giả, không đúng là 20 ký đấy thưa thầy. Thí dụ là vậy, ở bên kia thì tính bằng bao ơ. Nhưng mà cái kết quả nó hiện ra rất là rõ, là đi chừng được vài dặm là các bạn đã bắt đầu đuối sức. Chắc là khi leo lên những con dốc cao, thì khi đưa được nửa ngày rồi, các bạn đuối sức không leo nổi nữa. Thì bắt đầu tôi kêu mở ba lô ra, thì ôi thôi, thực phẩm quá trời là thực phẩm. Tại vì sợ quá, sợ lên núi thiếu, tức là mình thiếu cái kinh nghiệm đối ứng. Một cái người mà đã từng đi đường dài rồi, đi phượt rồi, người ta biết như thế nào là đủ. Đổ theo cái nghĩa là vừa đổ để có thể đi một quãng đoạn đường dài ở nơi miền hoang dã, chứ không phải là đổ là hưởng thụ thoải mái. Thì tôi mới đề nghị các bạn là bây giờ nên lấy ra ăn bớt đi, cho nó nhẹ. Thì các bạn mở ra rất là nhiều đồ ăn. Cho nên bắt đầu tổ chức chiến dịch ăn, ăn nhiều càng tốt. Và kết quả là người này đi năn nỉ người kia, làm ơn ăn dùm, cảm ơn. Và rồi ở dưới chân núi, tôi nghe các bạn đùa với nhau rằng, thấy người này có bánh ú, người kia có bánh tét, là lên núi nhớ chia. Không ai mang thì người đó ăn thôi, ai bảo không chuẩn bị kỹ, dáng chịu. Thì bây giờ lên lưng chừng núi, thì làm ơn ăn dùm. Cứ một người mà bốc lấy một cái bánh ú, hay một cái bánh tét, hay một cái bánh bao, ăn là ôi hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì được lấy bớt. Và những người mà không được người khác lấy bớt đi, thì họ vẫn tiếp tục mang cái ba lô, và cái sức nặng đó thì khổ vô cùng. Và từ đó họ mới thấm thía cái ý nghĩa rằng, cho một người nào mà người đó nhận, thì mình phải cảm ơn người đó, chứ không phải chỉ có người nhận mới cảm ơn người cho. Vậy thì con không chỉ cảm ơn mẹ, mà mẹ cũng phải cảm ơn con. Con không chỉ cảm ơn cha, mà cha cũng phải cảm ơn con. Tại vì nếu không có con, thì hai người đó không được gọi là cha mẹ, không thực hiện được cái thiên chức làm cha và làm mẹ, không có những cái cảm giác ngọt ngào yêu thương với cái cục cưng của mình. Cho nên được có con là một điều hạnh phúc trên đời. Còn những cái khó khăn, những cái hệ lụy đi theo là điều hiển nhiên phải xảy ra. Cớ sao mà cha mẹ lúc nào cũng than, trời ơi, phải tao biết là tao bóp mũi mày từ hồi còn trong bụng kìa. Tại sao mình sinh con ra mà khổ quá vậy? Tại sao con cứ làm khổ cha mẹ hoài vậy? Mỗi khi nó gây ra một số lầm lỡ, một số các khó khăn, sao mình không nhớ con mình nó làm gì cho mình có hạnh phúc? Sao mình không nhớ cái hạnh phúc là mình có con, hơn bao nhiêu người không có con mà mình chỉ có than trách trời đất? Đó là tại vì mình nghĩ rằng mình là người cho, và bên kia chỉ là kẻ nhận. Thế nhưng không, khi bạn cho là bạn đã được rồi. Được gì? Được thực hiện cái vai trò của người cho, đã làm được điều đó. Tại vì trong cuộc đời có những lúc bạn muốn làm một điều gì đó cho ai, cho người thương của mình, mà không làm được. Tại vì sao? Vì người đó không nhận, hoặc là người đó đã đi xa rồi. Bây giờ mà bạn vẫn tiếp tục than trời, trách đất, tiếp tục kể công, kể ơn, tiếp tục cho rằng mình là một cái người hy sinh quá nhiều cho người thương của mình, thì có thể mai này mình sẽ không làm được điều đó nữa. Người đó sẽ tự ái, người đó mặc cảm, người đó cảm giác là họ ăn bám mình, họ làm khổ mình, và tự động họ rút lui ra khỏi cái liên hệ tình cảm của mình. Thì lúc đó mình sẽ than với ai? Mình đòi hỏi với ai? Mình tính toán với ai? Cho nên trong cái liên hệ tình cảm, bạn mới thật sự đóng vai trò của người cho một cách tích cực, mà không toan tính, không đòi hỏi. Và thậm chí là nếu được, nếu trình độ của bạn giỏi, bạn xây dựng luôn được cái ý thức là bạn rất là biết ơn cái người đó đã có mặt trong cuộc đời của bạn. Không phải là vì người đó đã cho bạn cái gì, mà bạn đã làm được cái việc là đã cho đi một cái gì đó cho một cái người đáng để được nhận. Khi bạn ý thức điều đó, bạn sẽ bớt lớn giọng, bớt hằn học, bớt thể hiện quyền lực, bớt đàn áp. Bởi vì bạn phải tôn trọng người nhận, phải tôn trọng họ. Cho nên khi A mà cho B, thì không chỉ B cần A, mà A cũng phải cần B. Mà nhiều khi B không cần nơi A nữa, mà A cứ tiếp tục muốn cho B, thì không cho chịu không nổi. B nói, đủ rồi, mẹ ơi, con trưởng thành rồi. Mẹ đừng có ôm con nữa. Mẹ đừng có hôn hít con nữa. Mẹ đừng có nựng con nữa. Mẹ đừng có cho con nhiều quá. Đừng có lo cho con nhiều quá. Con tự chăm sóc bản thân rồi. Nhưng mà A vẫn không chịu. A muốn B phải nhận tất cả những gì A cho. Cho nên cái người nhận cũng khổ lắm. B cũng khổ khi B đóng vai trò của người nhận. Bạn có bao giờ nghĩ rằng người ta rất là khổ vì bạn cứ cho, hỏi người ta hoài không? Hay là bạn cứ nghĩ ngược lại rằng, tôi cho nên tôi có quyền. Tôi có quyền cho nên là bạn phải có trách nhiệm nhận. Thử đặt trách nhiệm mình vào cái vai của người nhận đi. Ăn 10 cái bánh ú đi, rồi trèo lên núi nổi không? Ăn từng cái thôi chứ, ăn một nhân một, hai cái thôi chứ. Cho nên cũng chưa có gì hay ho lắm cho cái chuyện mình cho nhiều hơn người kia. Nhiều khi mình cho là vì mình, hơn là vì người kia. Rắc rối quá thế. Nhưng mà tình cảm vốn nó là như vậy. Ai bảo đâm đầu vào nó làm chi. Và ý nghĩa nữa, có thể tạm gọi là ý nghĩa cuối cùng của cái sứ ấp buông xả, đó là thả người đó ra. Đừng có siết cổ nữa. Đừng có tiếp tục can thiệp vào người đó nhiều quá. Đừng có điều khiển người đó nữa. Cho họ một cái không gian thoải mái. Cho họ được là chính họ. Cho họ có những cái quyền hành nhất định để làm chủ cuộc đời của họ. Dù người đó là con mình, là cháu mình, dù người đó là em mình, rồi người đó thấp kém hơn mình, dù người đó chịu ân rất nhiều từ nơi mình, thì họ vẫn là một con người. Mà ai là một con người cũng cần cái chủ quyền trong cuộc đời của mình. Rồi có những cái lúc họ sai lầm hoặc là lạc lõng, họ giao cái quyền họ cho mình, tức là họ trao cho mình quyết định nhiều thứ quá. Rồi mình thừa thắng xông lên, xâm lấn, tiến thẳng vào cái tổng hành dinh để chiếm hết cái quyền hành điều khiển người đó. Mà mình nghĩ rằng là mình đang hy sinh cho người đó. Những người đó đang thở hết nổi rồi. Nới rộng ra cho người thương của mình được tự do, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Và tự do là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Dù cho bạn dụ khị họ, để họ lọt vào cái vòng dây của bạn, để họ nạp mình cho bạn, thì sẽ có lúc họ sẽ đòi hỏi sự tự do. Họ sẽ đấu tranh bằng mọi cách, hoặc là họ sẽ đau đớn, chịu đựng vì cái sự mất chủ quyền của mình. Nếu bạn là người có lương tâm, bạn là người có đạo đức, bạn là người có hiểu biết, đang muốn thương yêu người thương mình bằng một giá trị đích thực, thì phải nghĩ tới điều này. Người thương của mình đang có tự do không? Đang có thảnh thơi, đang có thoải mái khi mà sống với mình, hay là có một liên hệ tình cảm với mình hay không? Người thương mình không phải là cái người đang ở một nơi rất xa, hay là một cái người đang ở rất gần. Không phải ngồi trước mặt mình, hay là ngồi sau mình, mà người thương mình ở trong chính con người mình. Mặc dù là hai thực thể khác nhau, hai thể xác khác nhau, nhưng mà chúng ta đã cho nhau quá nhiều ân tình, đã hy sinh cho nhau quá nhiều, đã cho nhau quá nhiều tình cảm. Trong đó có ngọt bùi, đắng cay, đều san sẻ hết. Cho nên người thương mình không chỉ ở ngoài mình, mà còn ở trong con người của mình, trong từng tế bào, trong từng thớ thịt, trong từng hơi thở của mình. Cha mẹ đã từng mưu sinh, nghĩ rằng họ lo mọi thứ cho con, mà đã bỏ rơi con, để cho con tự lớn lên, để cho con rơi vào những cái môi trường rất là độc hại. Thì giây phút này, cha mẹ ý thức được điều đó. Tôi ý thức được điều đó, cho nên tôi muốn giữ em, hay giữ anh thật chắc. Giữ chắc ở đây có nghĩa là có mặt trở lại, tiếp xúc sâu sắc trở lại, chứ không phải là siết chặt người đó. Thế nên tôi sẽ buông anh ra, thả anh ra. Cha mẹ sẽ thả con ra, để cho con được tự do, để cho con được là chính con. Tại vì anh là người đàn ông, em là người phụ nữ. Anh có những nhu cầu của riêng anh, và em cũng có những nhu cầu của riêng em. Cha mẹ là thế hệ trước, con là thế hệ sau. Con có những cái thấy, có những cái nhìn nhận, có những cái nhu cầu, nó không hoàn toàn giống thế hệ trước. Cho nên cha mẹ rất là tôn trọng cái điều đó. Thành ra là mình phải học cái tính bớt điều khiển người khác, bớt can thiệp vào người khác. Nhiều khi mình nhân danh tình thương mà mình cho mình cái quyền lao thẳng vào cuộc đời người đó, quậy phá lung tung hết. Mà mình nghĩ là mình có công đó chứ, phải cảm ơn tôi á. Không, người kia không cần một cái sự hy sinh, một cái sự liều mạng, một sự cống hiến mà thiếu hiểu biết như vậy. Họ rất là thương mình, họ quý mình, nhưng mà họ vẫn cần sự tự do. Họ không vì thương mình, quý mình mà chấp nhận đánh mất sự tự do. Cha mẹ đang có mặt trong con từng giây, từng phút, mà con cũng có mặt trong cha mẹ, từng giây, từng phút. Con đi đâu, con về đâu, thì con cũng sẽ mang cha mẹ trong dòng máu, trong hơi thở, trong trí tuệ, trong cách hành xử, trong thái độ sống của con. Thành ra không nhất thiết là con có hiếu là phải ở bên cạnh cha mẹ suốt đời. Có nhiều cách để thể hiện cách hiếu thảo, mà một trong những cách để thể hiện sự hiếu thảo là con phải cố gắng sống một đời sống vững vàng, bình an, hạnh phúc và có đạo đức với mọi người. Đó là con đã có hiếu với cha mẹ rồi. Mà nếu tình cảm nào cũng được thiết lập như vậy, cũng không có muốn ghì chặt, không muốn sở hữu người thương mình, kẻ bên cạnh mình, thì tình cảm nó tuyệt vời lắm. Người ta không còn than trời, trách đất khi yêu nhau nữa. Tình yêu nó trở về đúng với bản chất của nó. Yêu thương là để thăng hoa cho nhau, là để nâng đỡ cuộc đời nhau, là để làm cho nhau tốt đẹp hơn. Và người trẻ bây giờ không còn sợ yêu nữa. Hôm trước có một câu hỏi là tại sao người trẻ bây giờ họ không chịu lập gia đình? Tại vì họ sợ quá, họ thấy cha mẹ họ ngán quá, họ thấy những người xung quanh khiếp quá, cũng rất là muốn đi vào trong đó, thử coi nó là cái gì. Nhưng mà thấy kinh nghiệm của những người chung quanh, cho nên là thôi, đi tu cho rồi. Đi tu là một sự lựa chọn, mà không biết vô trong đó cũng có khổ hay không. Tuệ giác bình an. Trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá Wellesley nước Mỹ, giáo viên David Marklow nhấn mạnh mục đích thật sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất, mà là sự hiểu biết. Yếu tố quan trọng của hạnh phúc, hiểu biết là chất liệu tạo nên hạnh phúc. Hiểu biết đi đôi với yêu thương, với cảm thông, tha thứ và bao dung. Hiểu biết giúp ta có cái nhìn tích cực, hướng đến bình an, hạnh phúc. Đạo Phật là tôn giáo hướng giáo dục đến sự hiểu biết, tức trí tuệ. Đức Phật nói mục đích ra đời của Ngài là để khai mở nguồn tuệ giác bình an trong mỗi chúng ta, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Kinh Pháp Hoa, thông điệp của Ngài cho biết trong mỗi người đều hiện hữu năng lực hiểu biết, chứa đựng bình an, hạnh phúc. Nhưng vì không nhận ra điều đó, nên chịu nhiều khổ đau, khi mãi sống với những thấy biết tiêu cực, chứa chất phiền não, bất an. Quán chiếu thông điệp của Đức Phật và đời sống, quả thật ta thấy có những cái thấy đưa đến bình an, thanh thản, nhẹ nhàng, tự tại và giải thoát. Nhưng cũng có những cái thấy đưa đến phiền muộn, khổ đau, thất vọng, chán chường. Cùng một vấn đề mà nhìn khía cạnh này sẽ tạo ra bao căng thẳng, bất an, nhưng nhìn ở khía cạnh khác sẽ đưa đến bình yên, nhẹ nhàng. Chẳng hạn, ta làm một công việc nào đó mà thất bại, không được như ý. Ta cứ suy nghĩ mãi về nó, nghĩ mình bất tài, kém cỏi, không làm được việc, không giỏi giang, hoàn hảo bằng người khác. Lo sợ người khác đánh giá thấp khả năng của mình, xem thường mình, khiến tâm trạng buồn phiền, sầu muộn, thất vọng về bản thân. Đánh mất sự tự tin khi nghĩ về công việc tiếp theo. Trái hẳn với cái nhìn như thế, ta xem sự không thành công của một công việc nào đó là điều hết sức bình thường. Bình thường như tất cả bao nhiêu bình thường khác, không quan trọng hóa. Sống thì ta được bình an. Hãy luôn tâm niệm rằng cuộc đời này quan trọng không phải là hơn nhau một câu, nói thắng nhau một cuộc chơi, thành công một công việc, mà quan trọng ở chỗ khai mở được trí tuệ bình an trong chính nội tâm của mình và luôn an trú trong đó. Ở đó không có suy nghĩ hơn thua, được mất, thành bại. Chỉ có phát ra tuệ giác, chiếu soi các pháp bình đẳng đang diễn biến theo tương tác nhân duyên mà thôi. Thật ra, tâm trí chúng ta có thói quen nghĩ đến những điều tiêu cực trong cuộc sống hơn là những việc tích cực. Ta hay nghĩ đến điều không hài lòng này, chuyện bất mãn kia, nỗi buồn bực nọ. Mỗi khi có chuyện không hay xảy ra với mình, ta cứ xoáy suy nghĩ vào đó và khuếch đại nó lên, chiếm trọn cả tâm trí mình và che mờ đi những cái thấy khác, khiến ta có cảm tưởng cuộc đời này chẳng còn điều gì tốt đẹp nữa. Ta bị quật ngã bởi chuyện không hay đó. Thực ra, ta không gục ngã trước những việc không hay mà cuộc đời đưa đến, mà gục ngã bởi chính những suy nghĩ phức tạp của mình. Giống như Đức Phật nói, ta có thể chịu đựng được cơn đau của mũi tên thứ nhất, nhưng không chịu được nỗi đau của mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ nhất là những điều ta không ưa thích mà vẫn cứ xảy ra với mình. Mũi tên thứ hai chính là những phản ứng kháng cự lại những điều đó. Chính tư tưởng không chấp nhận được thực tại không ưa thích tạo nên mũi tên thứ hai, là mình gục ngã. Chẳng hạn, ai đó nói lời làm tổn thương mình. Nếu ta đủ bình tĩnh ghi nhận mà không phản ứng chống đối, thì lời nói đó chẳng làm mình khổ. Có thể theo cơ chế tâm lý, nó làm mình nhói đau một chút, nhưng vẫn cứ bình tĩnh ghi nhận thôi, thì cơn đau cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Nhưng khi ta suy nghĩ nhiều về lời nói đó, gợi lên bao nhiêu điều ngổn ngang, phức tạp, tà thán, oán trách, thì lòng mình buốt đau, tê tái nhiều hơn. Ta hay tự sát muối vào vết thương bằng chính những suy nghĩ của mình. Ta thường cho cuộc đời phức tạp, nhưng chính những suy nghĩ của mình làm phức tạp cuộc đời, chứ không phải cuộc đời phức tạp. Ta suy nghĩ đơn giản, thì cuộc đời trở nên đơn giản. Chỉ cần ta bớt suy nghĩ so sánh mình với người khác, thì cuộc đời cũng đã là đơn giản lắm rồi. Vì ta không cần phải giống ai, không cần bằng ai, hay hơn ai cả. Không cần chạy theo tiêu chuẩn đám đông. Ta đơn giản chỉ là ta vậy thôi. Cuộc đời phức tạp còn là vì ta hãy để suy nghĩ của mình về những khía cạnh tiêu cực nhiều quá. Khi đứng trước những điều không hay về cuộc đời, hãy thử nghĩ đến những khía cạnh tốt của cuộc đời, thì cuộc đời cũng đẹp biết bao. Hay khi đối diện với một người mà ta ghét, hãy để tâm nghĩ đến những điều tốt đẹp của người đó, thì mối quan hệ tương tác giữa mình và người đó trở nên đơn giản, nhẹ nhàng, xiết bao. Con người ta trong sâu thẳm, ai cũng có hai phần đáng ghét và phần rất dễ thương. Trong các mối quan hệ, Nếu ta biết khơi dậy phần dễ thương của đối phương thì đối phương trở nên hiền hòa, thánh thiện biết bao. Nhưng nếu ta khơi dậy phần đáng ghét thì đối phương trở thành con người thô lỗ, dữ dằn. Ta muốn nhận món quà nào từ đối phương thì tùy cách nghĩ, cách nói và cách ứng xử của mình. Nếu ta nghĩ xấu, nói năng và ứng xử không tử tế thì ta sẽ nhận được món quà đáng ghét của đối phương. Còn nếu ta nghĩ tốt, nói năng và ứng xử nhẹ nhàng, tự ái thì nhận được món quà rất dễ thương của họ. Ta muốn cuộc đời như thế nào, tràn ngập những món quà yêu thương hay chất đầy những điều đáng ghét thì tùy vào cách nghĩ và ứng xử của mình vậy. Thường thì ta hay có thói quen đổ lỗi cho các đối tượng bên ngoài gây ra, mỗi khi trong lòng có sự bất an, đau khổ. Cho nên ta hướng về các đối tượng đó để giải quyết nỗi khổ đau của mình. Nhưng lạ thay, càng giải quyết khổ đau, lòng ta càng mệt mỏi, bất an hơn. Vì lẽ nguyên nhân chính tạo ra khổ đau nằm ngay ở trong tâm trí ta, chứ không phải ở các đối tượng bên ngoài. Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết triệt để nỗi khổ đau là ta phải quay vào bên trong mình, hóa giải ngay tại tâm mình. Chỉ cần ta hiểu rằng nỗi khổ, niềm đau là do chính tâm ta tạo ra, thì bao nhiêu lòng oán hờn, trách móc, giận dữ, các đối tượng bên ngoài tự nhiên lắng dịu xuống. Tuệ giác bình an trong ta bắt đầu được biểu hiện. Ta tiếp tục quán chiếu tâm mình, xem vì sao mình bất an, đau khổ. Có phải do mình quá lo lắng, sợ hãi, quá coi trọng mình, hay vì tự ái, thiếu cảm thông, bao dung? Chỉ cần ta chuyển hóa tâm mình được an, thì mọi nỗi khổ, niềm đau đều được giải quyết. Lúc này, mọi đối tượng bên ngoài, dù có đối xử phải hay không phải với mình, cũng đều trở nên tốt đẹp, gần gũi, thân thương. Vì tâm an, thì mọi thứ đều an. Phán xét người khác cũng là một thói quen tiêu cực khác. Phán xét phải dựa vào nhận thức và cảm xúc cá nhân, cho nên phiền não, bất an cũng từ đó mà tuôn ra. Khen chê, yêu ghét, nắm bắt, loại trừ, bênh vực, chống đối. Hình như không phán xét là một thách thức rất lớn đối với ta, bởi ta đã quá quen với lối nhìn phán xét rồi. Nhưng nếu thật sự chú tâm, nỗ lực, ta vẫn có thể thay đổi được. Ví dụ như có những người đối xử không tốt với mình, ta biết rất rõ, nhưng cố gắng không phán xét họ là người xấu, thì tự nhiên lòng ta được nhẹ nhàng, không có ác cảm hay thù ghét họ. Thông thường, khi ta ghét ai là vì nghĩ họ xấu ác. Còn khi không nghĩ họ xấu ác, lòng ta rất bình yên. Biết rõ ràng, nhưng không phán xét, thì tự nhiên trong tâm phát sinh một năng lực tự tại rất lớn. Cho nên không phán xét là một cái nhìn thật lý tưởng cho một đời sống tự do, tự tại, giải thoát. Một thói quen nữa cũng rất thường tạo ra phiền não cho chính mình, đó là nhìn đời bằng kinh nghiệm cá nhân. Ta luôn bắt mọi thứ phải như thế này, phải như thế kia, hợp với suy nghĩ của mình, đúng như kỳ vọng của mình, thì mình mới hài lòng, mới vui. Khác đi là không thể chấp nhận được, không thể yên an mà sống cho được. Cho nên để cuộc đời bình yên, ít va vấp với người khác, ta nên nhìn đời không bằng kinh nghiệm cá nhân. Không lấy cách của mình làm tiêu chuẩn để phê phán, loại trừ những cái khác biệt với ta. Không lấy suy nghĩ, nhận thức, văn hóa, niềm tin, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của mình áp đặt lên người khác, bắt họ phải giống mình, mà biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của mọi người, để sự khác biệt không làm mình đau khổ. Đó là cái nhìn bằng tuệ giác Phật, cái nhìn ở tầm văn minh cao nhất. Người có tuệ giác Phật, đầu óc lúc nào cũng rỗng rang, nhẹ nhàng, không chứa chấp những suy nghĩ lung tung, nhất là những suy nghĩ tiêu cực, nặng nề. Nên nhìn ai cũng là người tốt, thấy cái gì cũng mới toanh, như lần đầu, không thành kiến, định kiến. Lúc cần thiết suy nghĩ thì vận dụng đầu óc suy nghĩ. Khi cần tri thức, kinh nghiệm thì vận dụng tri thức, kinh nghiệm. Xong rồi thì xả bỏ, không bám chấp vào trống. Người có tuệ giác Phật là người sống ung dung, tự do, tự tại, giải thoát. Cho nên chỉ có tuệ giác Phật mới đưa con người đến đỉnh cao của hạnh phúc, mới đem bình an thật sự đến cho toàn nhân loại. Kính thưa quý vị, bài chia sẻ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị Phật tử đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này cùng với Chuyện Nhân Quả. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn được thành công, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa quý vị nhé. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.